Sắc tình dụ hoặc là câu chuyện về tình yêu, lòng thù hận và sự lừa dối đầy hấp dẫn của Thái Lan. Câu chuyện về các mối lương duyên sẽ xảy đến như thế nào? Các nhân vật sẽ gặp những biến cố ra sao thì ngay sau đây xin mời các bạn cùng chú ý theo dõi nhé. Mở đầu bộ phim, nam chính Phi Thai bước vào nhà, bắt gặp cảnh mèo mả gà đồng của cha ruột mình với Camon người yêu mình. Quá gắt hận vì bị cha đẻ hớt tay trên nên Phi Thai quyết định rứt áo ra đi. Lúc ảnh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một trang trại, đến bên bờ suốt uống nước thì lại phát hiện một cô gái đẹp như tiên đang bị ngã xuống nước. Phi Thai nhảy xuống cứu người đẹp nhưng lại bị hiểu nhầm là kẻ xấu liền bị giã cho một trận như tử. Cảnh khổ sở rũ rượu này bị Chada bắt gặp, cô đuổi theo nhưng Phi Thai chỉ một mực chạy trốn. Chada là em gái ruột của Camon, cô yêu thầm Phi Thai từ lâu nhưng vì Phi Thai là bạn trai của chị gái nên Chada vẫn luôn giữ thái độ chừng mực. Chada đem tin tức thảm hại của Phi Thai kể cho ông Phibot nhưng nhắc đến thằng con trai trời đánh, ông Phibot lại tức sôi máu phải nhập viện. Bệnh viện hôm nay lại đón nhận một giám đốc mới tên là Thép. Tất cả các bác sĩ đều ở phòng họp để chào hỏi giám đốc mới nên không có ai cấp cứu cho bệnh nhân. Chada không chần chừ xông thẳng vào phòng họp thuyết giảng đạo đức nghề nghiệp bắt bác sĩ phải đến cấp cứu cho bác Phobos ngay lập tức. Bên này, Phi Thai bị đưa đến đồn cảnh sát, cũng may hiểu lầm ban sáng được làm rõ nên anh được thả ra. Ra đến ngoài, Phi Thai cảm thấy trời đất đảo điên được ông Lop đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bên này, Camon vào viện thăm ông Bot cũng không quên vòi thêm tiền tiêu xài. Chada thấy chị vừa yêu con vừa yêu bố lại hay vòi tiền như thế không hay liền có ý tốt nhắc nhở. Nhưng Camon vẫn chẳng thèm bận tâm mà bỏ về, tình hình của ông Phibot ngày càng trở nặng. 2 năm sau, Thai đã được ông Lop cưu mang trở thành một người đàn ông vững vàng hơn. Con gái của ông Lop tên là Bin cũng đem lòng say mê anh nhưng lần nào cũng bị Phi Thai hung dữ quát nạt đuổi đi. Thấy con gái khóc tức tưởi từ phòng Phi Thai chạy về, bà Mơn không hài lòng phàn nàn với chồng về tính khí khó ưa của Phi Thai. Cả nhà loạn hết cả lên vì tưởng Phi Thai có ý đồ xấu với cô chủ. Cũng may Bin giải thích minh oan cho nam chính. Lúc này Phi Thai đã rời đi, gửi lại cho ông Lop một tin nhắn cảm ơn 2 năm qua đã cưu mang giúp đỡ. Người của ông Lop phát hiện Phi Thai chính là con trai độc tôn của trung tướng Phibot. Lúc gặp lại đã thấy Phi Thai một mình xử đẹp cả đám thanh niên trong làng muốn gây sự. Ông Lop gặp riêng Phi Thai để thông báo thật ra mình đã biết thân thế của cậu từ lâu. Hóa ra ông Lop từng nhìn thấy sự chăm chỉ và sáng lạng của Phi Thai từ một lần đi nông trại tham quan. Sau 2 năm làm việc cùng nhau, ông Lop rất yêu quý và thực sự coi trọng Phi Thai. Ông cho anh xem tin tức người nhà đang tìm trên mạng xã hội và khuyên Phi Thai nên trở về dũng cảm đối diện với hiểm khích trong gia đình. Phi Thai nhớ lại cái ngày khủng khiếp ấy, anh trở về sớm hơn dự định 1 tuần để tạo bất ngờ, ai biết được người bất ngờ lại chính là anh. Người yêu và cha đẻ ngủ với nhau trên giường, Phi Thai đã nóng giận muốn cầm khẩu súng lên chút giận. Cuối cùng anh tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con, từ đó cũng quy chụp 2 chị em nhà Camon Chada là những kẻ gian dối lọc lừa. Ông Lop thực lòng muốn san sẻ nỗi niềm với Phi Thai sau khi biết sự tình. Ông hứa từ nay sẽ coi Phi Thai như con trai trong nhà, bao bọc và nâng đỡ. Phi Thai xúc động ngồi thụp xuống ôm lấy ông Lop khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đã từ lâu anh không được ai gọi một tiếng con trai. Bên này, Thép, giám đốc bệnh viện bố trí cho người về nhà điều trị tại gia cho trung tướng Phibot theo lời Camon. Thực chất là Camon dùng tiền của ông Phibot mua giúp việc đến chăm ông vì không muốn phải làm việc ấy. Phi Thai được ông Lop tổ chức một buổi lễ nhận con. Bà Mơn dù biết xuất thân của Phi Thai rồi nhưng vẫn không hài lòng mà phàn nàn. Ông Lop phân tích, Phi Thai là người tốt lại có năng lực cai quản trang trại, sau này sẽ là chỗ dựa cho con gái mình là Bin. Rút là cánh tay phải đắc lực của ông Lop đứng ở một góc nghe được những lời này không khỏi chạnh lòng. Hóa ra bấy lâu cung phụng cũng không có chút vị trí nào trong lòng ông Lop. Bọn đàn em trong trang trại cũng không phục Phi Thai liền gây sự. Phi Thai giao kèo đấu tay đôi. Thằng nào thắng được làm đại ca, thằng nào thua phải cun cút ngoan ngoãn vâng lời. Kết quả thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Nam chính vô địch. Không những có hành động nghĩa hiệp với đàn em trong trang trại, Phi Thai còn thay rút đang sốt cao lên thành phố xử lý công việc. Nhưng ở ngân hàng, Phi Thai bắt gặp cha mình và Chada đang ân cần với nhau. Phi Thai hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Nhớ lại viễn cảnh năm xưa mẹ phải tự tử vì thói lăng nhăng trăng hoa của cha. Cha không vì thế mà yêu thương, ngược lại còn ép buộc con trai phải sống cuộc sống theo đúng ý mình. Bao nhiêu tuổi hơn, cam chịu giờ lại thêm hiểu lầm chuyện tình cảm, Phi Thai càng nghĩ càng căm thù cha. Nhưng dù sao cha vẫn mãi là cha, tối đó Phi Thai không kìm được lòng trở lại nhà cũ, vô tình nhìn thấy bóng người lén lút. Hóa ra đó chính là Camon. Camon thèm khát tiền của ông Phibot trong tủ muốn ăn cắp để bỏ trốn theo người tình nhưng lại bị ông Phibot bắt tại trận. Hai người giành giật nhau trong điên cuồng, cuối cùng khi Phi Thai nghe thấy tiếng hét của cha đã lao lên trên đã thấy cha bỏ mạng ở lại. Phi Thai phát hiện tấm hình của Camon và nhân tình, anh hiểu ngay chính cô ta là hung thủ giết chết cha mình để cùng nhân tình bỏ trốn. Khi cảnh sát tiến hành lấy thông tin từ hiện trường, Phi Thai chỉ thẳng mặt Chada. Người biết chỗ cha anh cất tiền chỉ có mình Chada. Hơn nữa cô luôn miệng nói không biết chị gái mình đang ở đâu lại càng khiến Phi Thai nghĩ rằng cô đang che đậy cho chị gái, bọn họ nhất định là đồng phạm. Chada hết lời giải thích, quả thực cô cũng chỉ mới biết chị Camon cắm sừng anh Thai chứ không biết người đó lại là bố anh Thai. Đến nước này thì có 10 cái miệng cũng không thanh minh được. Thép nghe tin đến an ủi Chada. Cảnh gần gũi này lọt vào mắt Phi Thai lại càng làm anh sôi máu. Thép rất có cảm tình với Chada, anh đưa cô về nhà mình ở vài hôm để tránh tạm Phi Thai. Chada cũng nhớ lại có lần đến tin Camon bắt gặp người đàn ông ngoại quốc như lời Phi Thai nói. Đã thấy hôm chúng Phi bớt gặp chuyện chị gái cũng hớt hải bỏ chạy đến giờ không có tăm hơi.
cha Dan nảy sinh suy nghĩ chính chị gái là người giết chú Phoebus. Bên này, Phi Thai được luật sư gia đình thông báo sẽ công bố di chúc nhưng với điều kiện phải công bố trước mặt cha Dan. Anh đành phải đến tận nhà Thép để tìm cha Dan, vì cô không chịu đi nên Phi Thai nổi nóng đấm cho Thép một quyền. Sáng hôm sau, Thép đến nghe di chúc với tư cách là chồng sắp cưới của cha Dan để bảo vệ cô khỏi tính du côn của Phi Thai. Khi luật sư công bố di chúc, ai nấy đều ngỡ ngàng vì Phi Thai sẽ được hưởng quyền thừa kế toàn bộ khi và chỉ khi cưới cha Dan về làm vợ. Cha Dan bị đổ oan giết ân nhân để chiếm đoạt tài sản nhưng cô vốn không muốn nhận bất cứ ân huệ nào từ gia đình ông Phoebus nữa cho nên quyết định từ chối mọi quyền lợi. Nhưng Phi Thai vẫn chưa thể nuốt trôi cơn tức, anh đuổi theo và thẳng thừng sỉ nhục cha Dan là loại phụ nữ ăn cháo đá bát ăn ớt đá bô. Cha Dan bị lăng mạ cũng tức nức vỡ bờ, cô dọn nốt hành lý của mình dứt khoát rời khỏi nhà của Phi Thai. Trong ngày diễn ra lễ tang, cha Dan chỉ đứng ở ngoài chấp tay vĩnh biệt rồi lên xe đi cùng Thép trở về. Phi Thai thấy được nhưng chạy ra đến ngoài, cảnh sát đã thông báo đã xác định được vị trí chiếc xe của Camon. Họ dự tính Camon cùng người tình đã bỏ trốn sang biên giới. Số tiền lấy được không nhiều, về sau chắc chắn Camon sẽ lại tìm đến em gái lúc khó khăn hết tiền. Bên này, khi cha Dan ngỏ ý muốn nhờ Thép tìm giúp mình một căn nhà nhỏ để thuê trọ thì anh đột nhiên tỏ tình. Cha Dan bối rối từ chối vì giờ chuyện rắc rối vẫn chưa giải quyết xong, cô không có tâm trạng yêu đương gì. Hôm sau, Phi Thai phát hiện điện thoại của cha Dan được Camon gọi đến, không nói không rằng anh lái xe đến gặp cha Dan, đưa cô đến thẳng cục dân chính để đăng ký kết hôn. Khi cha Dan phản kháng, Phi Thai liền lấy an nguy của Camon ra để uy hiếp. Chàng trai vì muốn tranh lại quyền thừa kế và đe dọa những kẻ giả dối mà quyết định kết hôn với cô gái. Bọn họ còn phải diễn kịch trước mặt cán bộ để không bị nghi ngờ. Làm thủ tục xong, Phi Thai lái xe đưa cha Dan một mạch về nhà ông Lop ở trang trại. Lúc tạm dừng chân bên cánh đồng để nghỉ ngơi, cha Dan và Phi Thai có tập thể dục thể thao với nhau một lúc cho khỏe người. Em đấm anh đá cứ thế một hồi, làm cả hai đều nhớ về ngày trước khi họ lần đầu gặp nhau. Lần đầu gặp nhau, cha Dan và Phi Thai cũng đánh đấm vì cô hiểu nhầm anh là trộm. Về sau, cha của cha Dan nhận Phi Thai là đồ đệ thân cận, nuôi dạy và cho anh cơ hội làm việc mình yêu thích. Cũng tại đây, Phi Thai gặp được Camon, tiếng sét ái tình không ai tránh được, hai người yêu đương nồng thắm mà giản dị. Cho đến khi bi kịch ập đến, nhà bị cháy còn cha thì mất. Sau cùng, trung tướng Phoebus quyết định đưa hai chị em cha Dan Camon về nuôi dạy coi như cảm ơn công dưỡng dục của thầy giáo con trai. Càng nhớ lại càng đau, cha Dan chỉ muốn Phi Thai bóp chết mình luôn đi cho rồi, tại sao lại có thể nghĩ chị em cô giết chết ân nhân được cơ chứ? Đúng lúc này, Bin và Rút đi đến, Phi Thai giới thiệu cha Dan là người hầu ở nhà, thấy thương nên dắt về làm việc vặt ở trang trại. Lúc đưa cha Dan về báo cáo ông Lop, bà Mơn có vẻ không hài lòng khi Phi Thai muốn để cha Dan ở cùng nhà riêng với anh. Thế là nam chính đành phải quy chụp lên đầu nữ chính một giới tính mới, em ấy BD ạ, một lý do hoàn hảo để hai người được ở nhà riêng với nhau. Bin rất tích cực làm thân với cha Dan, điều này khiến Phi Thai không hài lòng, anh cảnh cáo thì cô lại dọa bỏ về thành phố. Nhưng cuối cùng vẫn bị Phi Thai đè vào tường cảnh cáo, thấy cha Dan vẫn có ý định lục tìm điện thoại để bỏ trốn. Phi Thai dọa cởi đồ làm liều khiến cô xấu hổ bỏ của chạy lấy người. Bà Mân thấy con gái tương tư chỉ miên bèn lên tiếng nhắc nhở, ở đời đừng tin tưởng ai vô điều kiện con gái ạ. Ở một diễn biến khác, bố mẹ Thép về nước, mẹ anh còn đặc biệt dắt theo một cô tiểu thư đài các tên là Ly để làm mối cho con trai. Nhìn cô gái ống hẹo nũng nịu trước mặt, Thép ba phần chán đời bảy phần bất lực. Bên này, Bin đặc biệt nấu một bữa thịnh soạn cho cả nhà mà chủ yếu là để lấy lòng Phi Thai. Ai ngờ bữa ăn này Bin lại được cha Dan quân sư, biết Phi Thai ghét nhất là rau mùi nên cha Dan cố tình kêu Bin cho thật nhiều rau mùi vào các món. Phi Thai ăn xong mà nôn thốc nôn tháo, mặt mũi xanh xao trở về phòng đè cha Dan xuống dưới người mắng trong một trận. Cô gái cũng không phải dạng vừa đẩy Phi Thai ngã ra đất rồi bỏ đi. Nhưng đến tối thấy anh ốm nằm liệt giường, cha Dan vẫn không đành lòng chăm sóc ân cần. Cha Dan nhớ lại hồi bé, lúc trêu đùa Phi Thai quá đáng vì biết anh sợ rau mùi, cha Dan đã tự tay may cả một cái áo trắng để tặng anh làm quà xin lỗi. Sau đó họ đạp xe trên cánh đồng hoa thơm ngát, cha Dan bị ngã anh Phi Thai lại ân cần chăm sóc. Cha Dan đem lòng yêu Phi Thai từ lúc nào không hay, nhưng đến một ngày cô lại phát hiện Camon và Phi Thai yêu nhau. Cha Dan đành nén tình cảm của mình vào lòng, âm ỉ khóc một mình. Cơn ác mộng về một tình yêu đầy giang dở đánh thức cha Dan tỉnh dậy. Cô vừa đi ra ngoài thì bị người làm của bà Mơn hiểu lầm hai người ngủ cùng nhau. Nhưng sợ con gái nghĩ ngợi nên bà Mơn vẫn không cho người làm nói với cô Bin chuyện này. Bin vẫn nhiệt tình làm thân với cha Dan, cô thậm chí còn đem hết váy vóc xinh đẹp của mình cho cha Dan mặc. Cha Dan mặc chiếc váy xinh đẹp đến trang trại khiến bọn đàn em ở đó phải ríu rít khen ngợi người đẹp. Phi Thai không hài lòng kéo cô ra một góc bắt cha Dan thay đồ đàn ông để đóng giả làm BD. Phi Thai mới về thành phố có mấy ngày mà Rút đã để trang trại Hoa bị thiệt hại. Cha Dan mới đến làm việc cũng thấy được tầm quan trọng và tài năng của Phi Thai vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Cô không nhận được nhìn thấy Phi Thai là cả khi anh việc nhà thì lười, việc cô bác thì riêng. Phi Thai tức quá không làm gì được bèn đuổi cha Dan ngủ ở ngoài sân. Nhưng tối đến vẫn không nỡ để người đẹp ngủ khổ, ra gọi cô vào nhà nhưng cô gái lại cứng đầu không thèm vào. Phi Thai đành bế thốc cha Dan lên, cảnh này bị người của bà Mơn chụp lại được. Phi Thai nghĩ có người đã nghe được bọn họ nói chuyện nên càng chút giận đổ lỗi cho cha Dan, cha Dan cũng hết cách chỉ biết cam chịu. Bên này, Thép đang gặp rắc rối vì việc dùng xe cấp cứu đưa Emily đi mua túi Chanel, cổ phiếu và hình ảnh của bệnh viên bị ảnh hưởng trầm trọng. Rút gần như phát điên vì chuyện này lại cộng thêm việc cấp dưới báo cáo đã tìm được cha Dan đi đăng ký kết hôn với Phi Thai.
Trong khi đó, Chada còn được quản lý rút giao cho nhiệm vụ tặng giúp cô bin cái khăn tay cho Phi Thai. Nhìn thái độ của quản lý rút, Chada biết ngay anh có tình ý với con gái ông chủ nhưng lại không dám giãi bày. Thế là nữ chính lại có một màn động viên anh quản lý mạnh mẽ tấn công, còn không quên kể xấu nam chính để lấy lại tự tin cho rút. Đã thế còn nhiệt tình dạy cho rút vài chiêu đánh đấm để mạnh mẽ hơn. Ai ngờ Phi Thai thấy thế liền nổi máu nóng lôi Chada đi gây sự. Hai người lại đấu đá với nhau một hồi. Phi Thai đấu võ thế nào lại đè con gái nhà người ta xuống dưới dí sát môi lại với môi thế này. Chada bị khiêu khích liền dở vỡ đàn bà, cắn tai Phi Thai rồi lật ngược thế cờ. Hai người vật lộn một hồi đang trai trên gái dưới thì bị ông Lop và bà Mơn bắt tại trận. Để che mắt mọi người, Phi Thai chấp nhận để Chada đánh mình chảy máu mũi. Anh giải thích cách quản lý người hầu của mình là vậy. Chada trốn việc nếu muốn không bị phạt thì phải vật ngã được ông chủ. Đó là cách mà hai người đàn ông giải quyết với nhau. Tạm thời che đậy được việc này, hai nhân vật chính đưa nhau về nhà, nhìn đứa nào cũng bầm tím khắp người, bọn họ không nhịn được cười lớn sảng khoái. Cảm giác lén lút chất lọt vẫn tuyệt vời như vậy. Đúng lúc này, cô Bin mang thuốc chống bầm đến chăm sóc Phi Thai. Chada nhớ ra cũng đưa lại cái khăn tay cô Bin tặng cho anh. Nhìn hai người gần gũi nói chuyện, Chada lại bần thần không nhịn được tủi thân. Cô lủi thủi vào nấu cơm một mình thì Phi Thai lại vào ăn vụng. Chada không nhịn được muốn cầm hành lá lên cho anh. Phi Thai theo phản xạ hất tay cô, bị đụng trúng vết thương khiến Chada đau đớn. Phi Thai cảm thấy có lỗi bèn tận tình xoa bóp tay đau cho cô. Chada còn đang cười tủm tỉm tranh thủ tận hưởng hạnh phúc thì Phi Thai đã hất tay nắm cằm cảnh cáo cô đừng ảo tưởng sức mạnh. Tối đó, vì để cảm ơn công lao của Phi Thai đã giúp trang trại giải quyết rắc rối nên ông Lop đưa anh cùng Bin đi ra ngoài ăn tối. Nhân cơ hội này, ông Lop muốn nói chuyện sâu hơn về gia đình. Ông giải thích sự cảnh giác và thái độ của bà Mơn đối với Phi Thai là do ám ảnh trong quá khứ từng bị bỏ rơi. Nỗi sợ trong lòng bà Mơn với cánh đàn ông khiến bà càng chăm sóc chỉ bảo con gái kỹ lưỡng hơn. Điều này vô tình khiến Bin trở thành người nhẹ dạ, không biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Cho nên ông Lop muốn Phi Thai sẽ bảo vệ và che chở cho em gái nuôi. Ở nhà, Chada tranh thủ cơ hội lấy trộm điện thoại gọi về cho Thép đỡ lo lắng. Chưa kịp nói gì nhiều thì lại bị người làm trong trang trại đùa cợt vô tình làm rơi hỏng điện thoại. Lúc Phi Thai trở về đã thấy Chada uống rượu cùng người làm đến say mềm, anh đành phải bế con sâu rượu về nhà. Mà các bạn biết đây, dựa vào lời ra, Chada bất ngờ tỏ tình, anh Thai, em yêu anh từ rất lâu rồi. Phi Thai như uống say ánh mắt yêu mềm ấy, anh không kìm được cúi đầu hôn lên môi người con gái trước mặt. Cô Bin sau hôm được cha dẫn đi ăn tối riêng với Phi Thai thì trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh kết hôn đầy hạnh phúc. Rút thấy người mình thích ngày đêm mong nhớ tôi tưởng đến người đàn ông khác trong lòng rất khó chịu định ra bờ suối đi dạo cho khuây khỏa. Ai ngờ lại thấy Chada ngồi bần thần ngây ngốc ở đây. Hỏi thì cô không nói nhưng Chada chỉ cần nhớ lại hôm qua tỉnh dậy bên cạnh Phi Thai mà người chân như nhộng là cô xấu hổ chỉ muốn tự đào lỗ chôn mình. Chada muốn tránh mặt nam chính đến nỗi nhờ cả người làm đưa mình đi trốn. Phi Thai giải quyết công việc ở trang trại cũng không thể cả ngày chạy đi tìm người. Mang đưa Chada đến chợ ở thị trấn, Chada nhân cơ hội muốn tìm xe để trốn về thành phố. Ai ngờ gặp lại Ben, người bạn cũ. Lúc mẹ Ben bị bệnh chính Chada đã giúp đỡ anh, cô còn xin chú Phoebus cho Ben một công việc trên thành phố. Nhưng vì bị chị Camon làm khó dễ cộng thêm việc tự ái về thân phận nghèo hèn nên Ben bỏ về quê làm lại xe thuê. Đúng lúc này, Phi Thai lái mô tô đến, anh lôi bằng được Chada trở về bắt cô chịu trách nhiệm với hành vi cưỡng đoạt đêm qua. Chada quả thực cạn lời với ông anh này, làm gì có anh nào ăn ốc xong bắt bạn gái đổ vỏ thế này không cơ chứ. Chada làm mình làm mẩy lấy dao dọa ngược lại Phi Thai, ai ngờ cảnh này bị Thép và tất cả mọi người bắt được. Cả nhà ông Lop sững sờ vì Thép kéo cảnh sát đến đây nói rằng Phi Thai bắt cóc hôn thê của mình. Lúc lên phòng thì phát hiện Phi Thai đang cầm dao quát nạt Chada. Giờ có thêm 10 cái miệng cũng không giải thích được nên cả hai quyết định nói thật cho mọi người biết. Họ đã kết hôn chẳng qua vì vài lý do không tiện nên Chada mới phải đóng giả làm người hầu của Phi Thai. Chada cũng xác nhận cô không bị ép buộc mà tự nguyện kết hôn với Phi Thai. Ai nấy nghe xong đều sốc nặng, sốc nhất vẫn là cô Bin đứng dưới nghe lén nãy giờ. Ông Lop cho gọi hai người đến nhà lớn hỏi chuyện, ông Lop cho rằng chuyện án mạng đã có pháp luật xử lý. Chuyện hôn nhân cả hai chỉ cần chấp thuận thì cũng đã có luật sư lo liệu. Chada chỉ chờ có thế để bỏ chạy nhưng Phi Thai không đồng ý. Anh tuyên bố với cha nuôi mình sẽ cưới Chada làm vợ. Vậy là ông Lop sẽ có thêm con dâu hiếu thảo. Rút biết tin chỉ lo lắng cô Bin sẽ buồn. Đến bờ suối lại thấy đôi giày của cô Bin trên bờ. Rút vội vàng đi tìm cũng may tìm thấy cô Bin. Bin đau khổ khi biết người mình thích đã có vợ. Cô chỉ biết khóc thầm ai oán. Trái ngược với nỗi buồn vì thất tình của Bin, Chada và Phi Thai đang nằm trên giường, ôm hôn nhau ngủ như đôi vợ chồng thực sự. Sáng hôm sau, cặp vợ chồng son tủm tỉm trong phòng, Phi Thai ân cần xắn tay áo cho Chada, còn cơ đổi cách xưng hô và chuyển hết đồ đạc về chung phòng với mình. Trước khi đi làm còn không quên hôn tạm biệt. Lúc cặp rút, Phi Thai mới biết tình hình của Bin, anh tìm cô an ủi nhưng khổ nỗi nam chính của chúng ta lại không biết nói lời ngon ngọt. Anh cứ thẳng thừng từ chối dứt khoát làm trái tim yếu đuối của cô Bin không thể chịu được. Rút thấy người mình yêu bị tổn thương không nhịn được chửi thẳng mặt Phi Thai rồi đấm cho anh một quyền chút giận. Chada ở nhà tranh thủ lúc chồng đi làm, lấy sim điện thoại giấu được lắp vào thì nhận được điện thoại của Thép. Cô vốn định tắt máy luôn nhưng Camon lại nhận điện thoại, hóa ra cô ta đã trở về và nhờ Thép để liên lạc với em gái. Đúng lúc xúc động thì Phi Thai lại trở về, Chada sợ quá chỉ có thể tìm cách giấu điện thoại vào trong túi để không bị phát hiện.
Lúc rửa bát cũng cố ý làm vỡ bát để dụ Phi Thai ra ngoài, lén cất điện thoại lên nóc tủ. Cô Bin sau khi bị từ chối tình cảm bỏ nhà ra đi không có tin tức gì. Trong lúc cả nhà náo loạn khắp nơi để tìm kiếm thì bà Mơn phát hiện ông Lop đã lên cơn đau tim ngã gục từ lúc nào. Khi Phi Thai và cha đã vừa đến bệnh viện thăm ông Lop bị đau tim thì đã bị bà Mơn tát cho một cú trời giáng. Phi Thai vào phòng bệnh thăm bố nuôi, ông Lop thành khẩn mong Phi Thai sẽ chăm sóc tốt cho Bin nếu như mình có mệnh hệ gì. Cha đã thấy tình hình ở nhà ông Lop thành ra như vậy là vì mình cũng không khỏi cảm giác áy náy muốn giải thích. Bên này, Thép bị bố mắng té tát vì ông phát hiện con trai đưa một người phụ nữ bị tình nghi về nhà ở và lo chuyện bao đồng. Vì chuyện làm ăn với cả gia tài nên Thép bị ép phải lấy lòng tiểu thư Ly, tính khí oai oăm của Ly làm Thép muốn điên đầu. Camon đột nhiên gọi điện thoại về cho em gái, cha Da vì lo lắng nên lén Phi Thai đi gặp chị gái. Hóa ra quả báo đến sớm hơn chúng ta nghĩ, Camon bị tên bạn trai ngoại quốc lừa tình, bọn xã hội đến bắt cô gánh nợ thay cho hắn. Cha Da vì thương chị nên định trở về nghĩ cách, cô quyết định sẽ chăm sóc ông Lop như cha đẻ mình. Vì vẫn chưa tìm thấy Bin nên Rút sẽ tạm thời tập trung phối hợp với cảnh sát, còn việc ở trang trại sẽ do Phi Thai giải quyết. Anh đi rút tiền trả lương cho nhân viên, cha Da cũng muốn có tiền đưa cho chị nhưng khổ nỗi trong thẻ hết sạch tiền. Ngỏ ý hỏi thì Phi Thai đưa cho cô ít tiền tiêu vặt. Lúc về đến nhà, Phi Thai vô tình phát hiện cha Da giấu điện thoại trong túi sách. Khi cô giải thích thì Phi Thai đã lên tiếng coi như không thấy gì để vợ đỡ cảm thấy áy náy. Phi Thai nói sẽ tin tưởng vợ mình vì giờ anh cũng không còn ai để đặt niềm tin vào nữa. Nhưng khi cha Da hỏi rằng nếu chị Camon quay lại, Phi Thai có thể vì mình mà tha thứ cho chị hay không, thì anh lại nổi nóng cảnh cáo, kể là vợ đi chăng nữa, chỉ cần lừa dối thì đều có thể bỏ được. Ở một diễn biến khác, Camon cho thấy một sự xảo quyệt đến khó tin khi dùng Thép làm mồi nhử. Cô ta hứa sẽ đem cha Da chạy trốn khỏi Phi Thai và gả cho Thép, ngược lại Thép sẽ phải cứu chị vợ một mạng này bằng tiền. Tối đó, cha Da gặp ác mộng, cô mơ rằng Phi Thai nóng giận cầm súng nói muốn giết chết chị Camon để đòi mạng cho bố. Lúc cha Da tỉnh lại, Phi Thai đã ân cần an ủi cô, anh nói từ giờ sẽ giao ước một lời nguyền, nếu em không nằm trong vòng tay anh sẽ mãi mãi gặp ác mộng. Sáng sớm hôm sau, người nhà hớt hải đến gõ cửa thông báo với Phi Thai chuyện bị mất cắp tiền. Tiền lương trả cho nhân viên hôm qua anh đi rút về cất trong két sắt giờ đã bị lấy cắp. Có điều tên trộm không lấy hết, chỉ lấy đúng 850 bạt Thái. Tất cả mọi người đều nhớ nhắc hết lên vì số tiền không hề nhỏ. Phi Thai nhớ lại trong phòng riêng hôm qua. Chỉ có anh, cha Da và Thu Ngân. Theo những người làm ở đây, Thu Ngân là người ông Lop tin tưởng nhất. Làm việc bao năm chưa từng hao hụt hay thậm thụt nghìn nào. Họ không muốn đổ oan nhưng kỳ thực chỉ có mỗi cha Da đáng nghi nhất. Phi Thai về nhà tìm vợ nhưng không thấy cô đâu. Xem định vị trên điện thoại thì thấy cha Da đang ở một nơi hoang vắng. Phi Thai như nghĩ ra điều gì đó, vội phóng xe đến đó. Tại đồi, Camon đang nhận tiền của cha Da ăn trộm từ Phi Thai thì Phi Thai đã xuất hiện. Vì để bảo vệ chị, cha Da chấp nhận tìm mọi cách ngăn cản chồng dù cho có bị anh hiểu lầm. Phi Thai đương nhiên không chịu bỏ qua chuyện này, nhưng anh vẫn bị cha Da làm cho không nỡ ra tay. Kết quả chính mình bị Camon đánh cho chảy máu đầu. Hai chị em họ giả bị ngã để đi nhờ xe người nhân đến thành phố. Tép trên đường lái xe đi đón hai chị em cha Da thì vô tình nhìn thấy Phi Thai đang lái xe trong tình trạng bị thương ở đầu. Cuối cùng nam chính không cầm cự được mất lái lao xuống vực, Phi Thai bị dòng nước chảy xiết làm cho bấp bênh. Theo phản xạ, Thép ném một cành cây xuống muốn cứu Phi Thai nhưng khi nhớ lại lời của luật sư trừ khi Phi Thai chết thì cha Da mới có thể trở thành của anh. Thép đã bỏ tay ra, bỏ mặc Phi Thai chết mà không cứu rồi chạy đến chỗ cha Da. Ở bệnh viện, ông Lop vừa mới chuẩn bị ra viện thì nghe tin con gái nhập viện, Bin được cảnh sát tìm thấy trên núi với nhiều vết thương và tinh thần hoảng loạn cùng cực. Nhìn con gái mình thành ra bộ dạng này, ông Lop đau lòng đến nỗi ngất đi. Tin tức của Phi Thai vẫn chưa có mà cha Da ngủ ở nhà Thép đã gặp ác mộng không thôi. Cô lo lắng đứng ngồi không yên, lúc này có chung cửa, cha Da chết sững khi người đứng ngoài cửa là bố mẹ của Thép. Hóa ra Thép đã lén lấy trộm tiền của công ty để đi mua nhẫn kim cương cầu hôn cha Da vì anh cho rằng Phi Thai đã chết. Ai ngờ chuyện bị ông Bô phát hiện, hai bố con đã có một màn tranh cãi nảy lửa. Cha yêu cầu Thép phải thực hiện hôn lễ với tiểu thư Ly để củng cố địa vị, còn Thép chỉ một lòng muốn cưới cha Da làm vợ. Trong lúc giằng co, Thép đã vô tình đẩy cha mình đập đầu vào tường lõa máu lênh láng. Anh muốn gọi cấp cứu nhưng mẹ lại lắc đầu kêu con trai đừng gọi. Cha Da bị bố mẹ Thép dí vào tay một tờ chi phiếu 1 triệu bạt Thái nhưng cô lại nghĩ đã có tiền cho chị Camon trả nợ, giờ nhận thêm cũng không biết tiêu gì nên xé nhỏ ném vào thùng rác. Ôi chị ơi sao chị khờ thế, có tiền mà còn không biết tiêu gì sao không để em tiêu hộ. Nhìn đôi trai gái tình cảm đạp xe trong công viên, cha Da lại nhớ Phi Thai, nước mắt cứ thế tuôn trào. 6 năm sau biến cố, cuộc sống của cha Da đã đỡ nhàm chán hơn nhiều khi cô có thêm một cậu nhóc kháu khỉnh biết vâng lời. Nhưng cũng vì hoàn cảnh một mình nuôi con lại cố gắng tiết kiệm tiền trả đúng số nợ đã lấy của Phi Thai nên cha Da gặp không ít khó khăn về kinh tế. Dù một mình bươn trải hay bị chèn ép nhưng cha Da chưa từng yếu đuối để ai phải đè đầu cưỡi cổ hai mẹ con. Chú E là hàng xóm của cha Da, anh cũng có cảm tình với sự lương thiện của cô nên rất hay giúp đỡ. Hôm nay cha đã gửi cho E chăm con trai hộ để lên trung tâm tìm thêm việc làm thêm trang trải cuộc sống. Ai mà biết được buổi tối đầu tiên ở trung tâm, cha Da đã gặp lại người đàn ông cô hằng mong nhớ, chính là Phi Thai. Cha Da ôm lấy Phi Thai nhớ nhung đến rơi nước mắt nhưng bấy giờ cô mới biết Phi Thai bị mất trí nhớ và suy giảm thị lực nghiêm trọng sau tai nạn năm đó. Anh đã không còn nhận ra cô, qua người trong quay trang trại,
Chada được biết chồng cũ đã kết hôn và có cuộc sống mới. Nhưng Chada vẫn chưa thể chắc chắn anh là mất trí thật hay đang muốn diễn kịch để trả thù cô. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh cưới của Phi Thai và cô Bin trong phòng, thậm chí Phi Thai còn ôm lấy Chada vì nghĩ cô là Bin. Ngồi hỏi chuyện mới biết Phi Thai vì tai nạn ngày đó mà thành ra thế này, lúc anh hỏi Chada có con trai vợ chồng đâu. Cô chỉ dám nói dối rằng chồng mình mất rồi, lúc này Bin gọi điện đến kiểm tra. Bin sau cú sốc năm đó bị từ chối tình cảm, tâm lý ngày càng trở nên bất ổn. Cô bị ám ảnh về việc bị phản bội dẫn đến khó có con, phải thường xuyên lên Bangkok chữa trị. Mỗi lần như vậy, Bin đều gọi điện về kiểm tra tình hình của chồng ở nhà. Nghe thấy người làm nói có gái đến nhà là đã tức sôi máu não. Sáng hôm sau, Phi Thai nghịch sẽ chui vào bụi hồng gai làm chảy sức hết người. Chada lại phải ra tay giúp đỡ. Càng ở gần Phi Thai, Chada càng cảm thấy rung động như ngày đầu biết yêu, nhưng cô vẫn phải cố giữ khoảng cách vì giờ anh ấy đã là chồng người ta. Lúc ăn cơm vẫn không nhận được nhắc nhở Phi Thai trong thức ăn có rau mùi, nhìn anh vui vẻ kể về con Bin như thế. Căn phòng của hai người cũng toàn hình ảnh ngọt ngào lãng mạn, Chada không khỏi chạnh lòng. Người làm thông báo cô Bin và bà Mơn sắp trở về, Chada đương nhiên không muốn chạm mặt và cũng không muốn chính mình phải khó xử nên sáng sớm hôm sau đã tự rút lui trở về quê. Lúc người làm dọn phòng vô tình làm rơi tấm ảnh của Than, con trai Chada làm Phi Thai nhặt được. Vì không yên tâm nên Phi Thai gọi điện cho cô Giao, người giới thiệu Chada đến làm để hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Ai ngờ Chada thấy thế sợ hết hồn, giật vội lại điện thoại yêu cầu cô bạn không bao giờ được nhận điện thoại từ Phi Thai nữa nếu không muốn nghỉ chơi với nhau. Chada đột nhiên đến rồi đi cũng đủ khiến Phi Thai phải lăn tăn. Tối đến anh lại hỏi Bin về cách mà hai người họ gặp nhau. Bin kể cho anh nghe về ngày đầu tiên gặp gỡ, khi Phi Thai cứu cô bị ngã ở bờ suối. Giây phút đó Bin đã nghĩ sẽ dành cả đời để bên cạnh người đàn ông này. Cho đến khi Chada xuất hiện, nói đến đây, Bin đã ngủ thiếp đi, để lại cho chồng một mớ câu hỏi về người con gái tên Chada đó. Trong cơn mê, Phi Thai mơ hồ nhớ lại được những mảnh ký ức đứt đoạn. Sáng hôm sau anh gọi rút đến để hỏi rõ. Phi Thai nói rằng mình nhớ lại tai nạn năm xưa là do đuổi theo người phụ nữ tên Chada. Đêm qua Bin cũng nhắc đến cái tên ấy. Rút không muốn mọi chuyện bị nhắc lại nhưng cố ý nói không biết Chada là ai. Nhưng Phi Thai một mực muốn lái xe đến trang trại cũ để hỏi thêm thông tin về Chada. Bà Mơn thấy vậy không hài lòng. Bà giải thích chính Chada là kẻ gây ra đại họa cho cả trang trại năm xưa. Nếu cô ta không ăn trộm tiền để Phi Thai phải lái xe đuổi theo thì anh đã không thành ra thế này. Bin cũng không lo lắng đến độ ám ảnh tâm lý. Bà Mơn nhắc nhở dù cho quá khứ có là gì đi chăng nữa thì vẫn không quan trọng bằng người vợ hiện tại. Cảnh cáo Phi Thai đừng dại dột làm chuyện gì khiến Bin phải buồn. Bin thức dậy không thấy chồng đâu liền nổi nóng. Bà Mơn vất vả lắm mới an ủi trấn tĩnh được cô thì lại hay tin Phi Thai ngã gục ở Vân Hồng vì chứng đau đầu. Rút đưa Phi Thai đến khám bác sĩ, họ nói anh có tiến triển hơn và đề xuất sẽ gửi hồ sơ của Phi Thai lên tuyến thành phố để các bác sĩ giỏi hơn giúp anh khôi phục lại hoàn toàn. Ở một diễn biến khác, Thép Giờ đã ngồi lên vị trí giám đốc bệnh viện xuyên quốc gia nhưng anh vẫn ngày đêm nhớ về người con gái trong lòng mình là Chada. Thư ký xinh đẹp của Thép là An Gia vẫn luôn ve vãn tán tỉnh lấy lòng vị sếp đẹp trai giàu sụ. Cha của Thép vẫn chưa chết nhưng nhờ có sự chăm sóc tận tình của mẹ anh mà ông đã nằm thực vật hơn 6 năm nay. Nghe vợ nói chuyện mà chỉ biết rơi nước mắt khổ sở. Bên này, Bin cũng phát hiện Phi Thai sẽ phải lên thành phố để chữa bệnh triệt để. Tuy bà Mơn có khuyên can nếu để Phi Thai nhớ lại mọi chuyện thì Bin sẽ khó sống, nhưng cô vẫn quyết định đặt an toàn sức khỏe của Phi Thai lên hàng đầu, cả nhà đưa anh đi chữa bệnh. Vì số nợ cần đến đoạn thanh toán gấp và Than cũng cần tiền ăn học, Chada đã bấm bụng đi làm dịch vụ gái gọi để có tiền trả nợ cho bệnh viện. Ai mà biết được duyên số cứ ép con người ta phải gặp lại nhau. Điện thoại của Chada để quên chính Phi Thai lại nhặt được. Khi bốn mắt chạm nhau, Chada liền quay người chạy trốn. Cô không muốn dính líu làm hỏng hạnh phúc mới của gia đình cô Bin. Nhưng Phi Thai rõ ràng muốn nói chuyện với Chada, anh liền đuổi theo cô về tận thôn xóm. Khu Chada ở là khu dân trí thấp lại có nhiều tệ nạn xã hội. Phi Thai không cẩn thận để mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ dồn vào góc định ăn cướp. Than đi lượm ve chai kiếm chút tiền lẻ cho mẹ lại vô tình bắt gặp cảnh này. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cậu bé tuy nhỏ người nhưng suy nghĩ đã biết phải bảo vệ lẽ phải trừng trị kẻ xấu. Nhất quyết không sợ hãi hô hoán mọi người đến cứu Phi Thai nhưng cái miệng bé rất nhanh cũng bị bọn cướp bịt lại. Phi Thai thấy chúng không chỉ muốn ăn cướp mà còn dám làm hại trẻ nhỏ. Anh giỡn vài đường quyền, tác động vài chiêu vật lý đã khiến mấy thanh niên hòi xách háng lên mà chạy. Than trầm trồ trước tài đánh đấm của Phi Thai, ríu rít khen ngợi. Phi Thai nhìn thấy Than lập tức nhận ra cậu bé chính là con trai Chada trong bức hình. Hai người lần đầu gặp mặt đã có thiện cảm, ấn tượng tốt về nhau, họ còn ngắt tay kết nghĩa với nhau mà không hề biết đối phương chính là máu mủ của mình. Than lâu lắm mới gặp được người sẵn sàng chơi cùng mình. Cậu bé dẫn Phi Thai đến xem trường học, đi vất bóng rồi cùng nhau sửa bóng để chơi. Anh còn mua hai que kem, cả hai vừa ăn vừa chơi, thấy Than chơi bóng xịt, đi sắp rách, Phi Thai có chút không đành lòng. Anh nói cậu bé dẫn mình về gặp mẹ Chada nhưng Chada vẫn chưa về. Thế là Than lại có cơ hội dẫn Phi Thai đi một vòng quanh nhà giới thiệu về tổ ấm của hai mẹ con. Anh còn giúp cậu bé cách tạo phân bón hữu cơ cho cây trồng, giúp mẹ tưới tắm chăm sóc cây cối. Bên này, Chada đi làm về, gặp cảnh bất bình không thể đứng yên dương mắt nhìn, cô nhặt lấy một cái gậy xông vào. Lũ đàn ông kinh doanh gái gú đang bắt nạt một cô gái làm ngành, chúng xúc phạm và đánh đập cô gái. Chada không chút kiên nể xông vào chỉ giáo cho đám người cả chủ cả tớ một hồi mà nói nhẹ chúng vẫn không nghe. Lại còn chỉ vào mặt sỉ nhục cô,
Chada tức mình lại tập chút thể dục thể thao cho ngày dài năng động. Mấy cô gái bị chèn ép cũng nhân cơ hội thừa thắng xông lên, thỏa sức đấm đá nhưng tên đàn ông hách dịch. Vì Chada có công cứu hộ chị em khỏi nguy hiểm nên được xí xóa chuyện hôm trước bùng kèo đi khách. Về đến nhà, Chada ngỡ ngàng đến bật ngửa khi nhìn thấy người đang nằm trên giường nhà mình lại chính là Phi Thai. Cô vội lôi Than ra ngoài cửa trách tại sao cho người lạ vào nhà ngủ. Than ngây thơ vô số tội giải thích chú Phi Thai nói chú là bạn của mẹ, ngồi chờ mẹ về lâu quá nên chú lên cơn đau đầu nên Than mới dẫn chú vào nhà nghỉ ngơi. Chada dặn Than thật kỹ rằng từ giờ trở đi không được nói cho chú Phi Thai biết bất cứ thông tin gì về gia đình mình. Cậu bé thắc mắc không hiểu vì sao mẹ lại không tin tưởng chú nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi tỉnh lại, Bin không tìm thấy Phi Thai lại bắt đầu lên cơn, bà mơn và giúp có khuyên can thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Giúp quả thực không biết làm thế nào, Phi Thai đột nhiên biến mất ở bệnh viện, cô Bin thì rối loạn. Giúp đâm ra cáu mà to tiếng với cô Bin nhưng ngay sau đó anh lập tức hối hận vì đã khiến cờ rút hoảng sợ. Bên này, sau khi tỉnh lại, Phi Thai gặp lại Chada, họ nói chuyện với nhau về Than, anh nghĩ nếu mình có con trai chưa chắc đã nuôi dạy thằng bé tốt như Chada. Càng nói Chada càng chột dạ, cô rất sợ Phi Thai phát hiện ra sự thật rằng Than chính là con trai anh. Không muốn ở cùng nhau lâu, Chada tỏ ý muốn tiễn khách, Phi Thai cũng không làm khó chủ động ra về. Thấy anh bỏ quên kính, Chada giúp anh đeo lên, ở khoảng cách gần mà nhìn rõ nhau thế này, cả hai đều bồi hồi xao xuyến. Đúng lúc này, chú E xuất hiện giải vây cho nữ chính, cô giả vờ chào đón chú E như đón chồng vừa đi làm về. Nhưng khi thấy Phi Thai rời đi, Chada lại chủ động đuổi khéo chú E về, hôm khác cô mời cơm phụ nữ đúng là chú khó hiểu đúng không các bạn. Rõ ràng là còn yêu còn thương nhưng lại chọn lừa đối nhau để rồi chỉ dám nhìn con trai mà khóc thầm. Phía đằng này, người của thép vô tình phát hiện hồ sơ của Chada ở bệnh viện khi thư ký quyết toán nợ nần. Anh hí hưởng định đem thông tin đến báo cáo cho giám đốc nhưng ai ngờ trên đường lại đụng phải mẹ giám đốc. Bà biết con trai mình vẫn ngày đêm nhung nhớ cô gái nghèo hèn ấy liền tỏ thái độ không hài lòng, yêu cầu cấp dưới giữ kín chuyện nếu không muốn mất chức. Cấp dưới cũng chỉ làm công ăn lương, ai quyền cao chức rộng thì ngoan ngoãn nghe theo. Thế là anh ta trở về nói vẫn không thấy chút thông tin nào về Chada và khuyên giám đốc rủ bỏ tương tư, mở lòng đi tìm hạnh phúc mới. Kết quả chỉ một giây sau đã bị thép đấm cho không trượt phát nào. Thép túng cổ cấp dưới cảnh cáo đừng nói lời quá trớn khi nhắc về người phụ nữ của anh. Tên này ôm mặt đau đớn về phòng cây cú nhưng cũng rất nhanh sau đó lấy lại tinh thần khi thấy tài khoản Tinh Tinh đến từ vợ chủ tịch. Phi Thai nhận được tin Bin phải nhập viện liền vội trở về nhưng Bin và bà Mơn đều không muốn Phi Thai đến chỗ chữa trị của Bin. Thế nên Rút đã phụ trách nhiệm vụ hộ tống Phi Thai về lại khách sạn. Lý do họ muốn che giấu là vì Bin đang phải điều trị ở bệnh viện tâm thần. Bác sĩ nói bệnh tình của cô Bin nguồn gốc có liên quan đến chồng và yêu cầu được biết sự thật nếu không sẽ không thể đưa ra phương pháp trị liệu tốt nhất. Phi Thai cũng đến khám tổng quát. Bác sĩ thông báo tình trạng của anh tiến triển khá tốt. Nếu muốn lấy lại ký ức nhanh chóng thì cứ gặp những người mình thấy nhớ, đến những nơi mình thấy quen và làm những điều mình thấy đúng. Bên này, Chada trên đường đi làm về bỗng thấy đứa trẻ là bạn của Than chạy đến báo tin Than bị xe tông ở ngoài đường. Chada không nghĩ gì nhiều vội chạy đến nhưng ở đây không có Than, chỉ có hai người đàn ông giấu mặt đánh ngất cô đem đi. Than ở nhà chờ mẹ về mãi không thấy, chú E không yên tâm gọi Giao đến trông Than để anh đi tìm Chada. Giao cho Than ngủ mà lại thấy một cái đồng hồ đàn ông rơi ở dưới gối. Qua lời Than kể, Giao phát hiện Phi Thai chính là người đàn ông đã gọi điện cho cô mà bị Chada phản ứng lại kịch liệt. Vì quá lo lắng nên Giao đã gọi điện cho Phi Thai để hỏi tình hình nhưng anh cũng không biết cô đang ở đâu. Hóa ra Chada bị bọn chủ ngành bắt đến để trả thù. Mà cảnh Chada bị bắt đã được Sia tận mắt nhìn thấy, vì quá hoảng sợ Sia đã định bỏ trốn. Bên này, Phi Thai biết tin Chada bị mất tích cũng lo lắng đứng ngồi không yên chạy đi tìm cô. Anh nhận được điện thoại của Chada trên đường, men theo xung quanh đó và vào được quán mà Chada đang bị bắt. Thấy biểu hiện của hai tên đứng canh có nghi vấn, lại nghe thấy tiếng kêu cứu bên trên. Phi Thai không nghĩ gì nhiều cứ liên tục vung nắm đấm, một lúc rửa gọn cả đám. Chada cũng không phải dạng vừa, tuy một tay bị trói nhưng tay còn lại Chada vẫn đánh cho tên cầm đầu không trượt phát nào. Phi Thai cứu được cô ra ngoài, cả hai bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của bọn manh động, cùng nhau trốn xuống một cái gầm chật chội. Vì tình thế cấp bách nên Phi Thai phải nằm đè lên người Chada, nhìn người con gái đem lại cảm giác gần gũi với mình. Phi Thai suýt chút nữa không kìm được cảm xúc mà hôn lên môi cô. Chada tỉnh táo giữ khoảng cách đúng chừng mực, cả hai cầm tay nhau chạy thêm được một đoạn thì lại bị bọn chủ ngành chặn tứ phương. Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Phi Thai đã không ngần ngại ôm lấy Chada, quay người bảo vệ cô khỏi họng súng của những tên côn đồ. Cũng may là cảnh sát đến kịp nên chúng chưa kịp ra tay, thấy người đẹp bị thương, nam chính ân cần giúp cô bôi thuốc. Chada rơi nước mắt vì gần gũi người yêu mà cứ phải giả vờ lạnh nhạt. Giọt nước mắt của Chada khiến Phi Thai bận tâm. Anh cho rằng cô có tâm sự trong lòng nhưng không thể giải bày, dù sao thì Phi Thai cũng lo lắng. Anh nhất quyết bám theo Chada về tận nhà nói rằng hôm nay sẽ ngủ lại nhưng Chada không đồng ý rồi đuổi anh đi. Thế mà các cụ ta đã có câu đẹp trai không bằng trai mặt, Phi Thai vẫn nhất quyết bám theo đến tận nhà Chada để rồi nghe thấy câu chuyện thực sự. Chada biết không giấu được cô bạn thân nên giải thích về việc năm xưa mình bần cùng phải lấy trộm tiền của Phi Thai nên giờ mới không muốn liên lạc lại. Giao gặng hỏi lý do Chada ăn trộm tiền nhưng cô nhất định không nói, chỉ bảo Giao nhất định đừng dính dáng đến Phi Thai nữa. Nhưng khổ nỗi phụ nữ là chú mồm điêu, Giao vừa hứa dứt lời với bạn xong mà bị Phi Thai chặn bên ngoài gặng hỏi cái liền khai ra. Giao kể về cuộc sống khó khăn vất vả của Chada từ khi họ gặp nhau, lúc ấy Chada mang thai Than.
cô nói chồng chết giờ chỉ còn một mẹ một con, cứ việc gì ra tiền là cô đều làm hết. Có lần bị người ta đổ oan xong bị cảnh sát bắt giam cũng may có camera ghi lại chứ không tù mà không cũng chừng. Giao kể hết sự tình cho Phi Thai nghe cốt cũng là để xin anh đừng báo cảnh sát chuyện cha Đa lấy trộm tiền rồi trốn nợ. Phi Thai nói rất yêu quý Than và cảm phục cha Đa nên sẽ xí xóa tất cả. Rút rất không hài lòng với Phi Thai vì anh cứ hay tự tiện đi xa để mọi người lo lắng. Phi Thai lại nói với Rút rằng anh đã nhớ lại người phụ nữ trong trí nhớ của mình. Phi Thai muốn tập trung chữa bệnh mau khỏi để vừa thoát khỏi thắc mắc vừa không làm gánh nặng cho mọi người ở nhà. Rút thấy chột dạ khi thấy đối phương luôn đối tốt với mọi người như vậy. Thực chất năm đó, Phi Thai được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng dẫn đến mất trí nhớ. Gia đình ông Lop cũng gặp biến cố sau cái chết của ông vì đau tim. Cô Bin cũng bị xâm hại trong thời gian bỏ nhà đi. Nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ, Bin lại hết lòng hết dạ hướng về Phi Thai. Cho nên bà Mơn đã nảy ra ý định bảo Bin nhận làm vợ chồng với Phi Thai luôn để úp sọt anh. Đến giờ, bác sĩ điều trị cho Bin đã biết được tất cả sự thật. Bà khuyên Bin nên nói sự thật với chồng để tháo gỡ thắc mắc. Chỉ cần Phi Thai yêu Bin thì ngay cả chuyện cô có vết nhơ cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nghe vậy, Bin liền nhờ giúp gọi Phi Thai đến viện tâm thần cùng mình thảo luận với bác sĩ về việc điều trị dứt điểm. Dưới sự động viên của bác sĩ chuyên khoa và Phi Thai, cuối cùng Bin cũng chấp nhận điều trị lâu dài. Như vậy hai người họ sẽ tạm không gặp mặt nhau một thời gian khá dài, rút giúp Phi Thai thuê một căn hộ ở thành phố để tiện gần chỗ cô Bin. Nhưng Phi Thai lại nhân cơ hội này chạy đi tìm mẹ con Chada. Phi Thai tặng cho Than một đôi dép quai hậu mới và một quả bóng đá, nhìn đôi dép mới và quả bóng mới căng. Than mừng đến khóc vì cậu bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được những thứ này. Hai người chơi với nhau sau đó Phi Thai còn dẫn cậu nhóc đi ăn kem, lúc xếp hàng mua kem có đứa trẻ khôn lỏi tranh phần đứng trước. Khi Than nhắc nhở thì lại bị đối phương chế giễu là thằng ăn mày hôi thối. Phi Thai đương nhiên không để cho Than bị bắt nạt, anh gọi mẹ đứa trẻ kia lại là giảng giải một hồi. Bà ta ngại quá muốn dùng tiền xin lỗi nhưng Than lại bảo cháu không phải ăn mày. Phi Thai tuyên bố rằng từ giờ mình sẽ nhận làm bố của Than, không ai có quyền bắt nạt và anh cũng sẽ dạy con nghèo cho sạch rách cho thơm. Tình cảm của Than và Phi Thai ngày càng khăng khít, cha đã đi làm về thấy hai bố con quấn quýt đâm ra khó chịu. Phi Thai nói rằng mình sẽ xí xóa hết nợ nần và chuyện cũ năm xưa, chỉ xin cha đa cho mình được phép đến thăm Than và chơi cùng cậu bé. Nhưng cha đa dứt khoát không đồng ý, nếu Phi Thai vẫn đến làm phiền thì hai mẹ con sẽ chuyển đi nơi khác. Hết cách nam chính đành phải nói lời tạm biệt với Than, thằng bé tức đến rớt nước mắt ôm chầm lấy Phi Thai lưu luyến không muốn rời. Bên này, thư ký của thép người vẫn luôn có tình ý với anh đã phát hiện ra manh mối người phụ nữ mà cứ mỗi lần sau thép lại lôi hình ra ngắm. Cô ta liên lạc với cha đa lấy lý do là tổ chức quỹ dành cho trẻ em nhưng cha đa lại khéo từ chối thư ký của thép vẫn nhất quyết mò cho ra địa chỉ của cha đa. Về phía Phi Thai, anh vẫn không ngăn được mình đến gặp Than, nhưng đương nhiên là lén lút. Có điều Phi Thai không biết rút vì thấy khả nghi nên bắt đầu theo dõi anh từ lúc nào. Cha đa chuẩn bị đi làm thì nghe hàng xóm hỏi đều là có bạn trai mới, bảo sao con trai quấn quýt tiểu tít. Cha đa nghe phát biết ngay Phi Thai lại nói không giữ lấy lời, chạy đi tìm anh tính sổ. Ai ngờ cảnh tượng hạnh phúc mà cô nhìn thấy khi hai bố con họ chơi đùa với nhau thật ấm áp làm sao. Cha đa không nỡ quấy rầy hay chia cách họ muốn tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng rút thì không thể, anh đã đứng trước mặt cha đa và nhắc nhở cô không nên làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hiện tại của Phi Thai và cô Bin. Cha đa đành trở về nhờ Giao tìm gấp cho mình một chỗ ở mới, càng hẻo lánh càng tốt để tránh xa gia đình cô Bin. Ở một diễn biến khác, thư ký của thép đã quyết định lấy lòng anh bằng cách đưa thông tin của cha đa đến. Bọn họ lập tức cho người đến chỗ ở của cha đa tìm kiếm xung quanh. Thép vô tình đụng trúng Than nhưng anh không những không xin lỗi lại còn tỏ vẻ khó chịu nên đã để lại một ấn tượng xấu trong mắt Than. Phu nhân còn nhanh chân hơn cả con trai. Mẹ thép đã đến tận nhà dí tiền vào tay cha đa cảnh cáo đừng làm hỏng tiền đồ của con trai bà. Như lần trước, cha đa không lấy tiền và nói rằng phu nhân hãy yên tâm vì giờ cô đã có chồng con để Huế nhất định không muốn gặp và làm phiền thép. Lúc quay về lại vô tình gặp thép đang ở đây, phu nhân muốn con trai trở về với cô Ly làm con chó chui gầm trạn để có tiền có quyền. Nhưng thép đã đến tận đây, anh tuyên bố dù mẹ có làm gì cũng không ngăn được anh đi gặp cha đa. Thép đứng nhìn người con gái trong lòng mình nhung nhớ, anh muốn ôm lấy cô nhưng lại chần chừ. Anh cần thời gian xác minh xem có đúng là cha đa đã có gia đình hay không. Bên này, Phi Thai vẫn không thể kìm được ham muốn được nhìn thấy cha đa, anh cứ lén lút đi làm cùng cô, nhìn cô làm việc. Nhưng khổ nỗi trai đẹp cứ hay bị chú ý, bà chủ thấy anh đứng ngó nghiêng liền mời vào may đồ. Phi Thai đành phải nói dối là được người quen giới thiệu đến may áo. Cha đa giúp anh đo số đo mà tim cứ đập bình bịch, tiếp xúc ở gần như vậy làm cả hai đều bồi hồi vòng ngực ấy, bờ vai ấy chính là thứ cha đa ngày đêm mong nhớ được dựa vào. Cô cố kìm nén nỗi lòng chạy vào trong. Phi Thai nhìn tờ giấy ghi số đo của mình mà mơ hồ nhớ lại ký ức cũ. Thép đã gặp lại cha đa. Anh mừng đến nỗi ôm chầm lấy cô không buông. Tuy cha đa phân định rõ ranh giới cả hai đều đã có gia đình nhưng thép vẫn lấy lý do là bạn cũ gặp lại để mời cha đa đi ăn cùng mình. Nhưng ăn ở đâu anh lại không nói rõ. Thép cứ thế dẫn cha đa đến căn nhà do anh chuẩn bị, giới thiệu từng phòng, còn có phòng cho bé trai. Thép đưa thẻ ngân hàng cho nữ chính nói cô tiêu xài thỏa thích. Cha đa hỏi lại một câu khiến thép á khẩu. Vậy tôi sẽ phải ngủ với anh mấy lần một tháng. Nói rồi quay người bỏ đi. Thép không có ý xem thường nhưng vì muốn giữ lại người mình yêu, anh đành lấy Than ra làm mồi nhử. Thép biết sự thật Than là con trai Phi Thai và anh vẫn nghĩ Phi Thai đã chết, nên muốn nhận trách nhiệm làm bố đứa trẻ.
Chada tìm đủ mọi lý do để từ chối nhưng Thép vẫn quyết tâm ly dị vợ để đến với Chada. Hôm sau Chada bắt đầu xin nghỉ việc, làm thủ tục chuyển trường cho Than để chuẩn bị chuyển nơi ở. Than nhân cơ hội chạy ra mượn hàng xóm điện thoại báo tin cho Phi Thai. Phi Thai nghĩ có lẽ Chada đã phát hiện mình vẫn lén lút đến gặp Than nên nổi giận. Anh bèn đến giải thích và xin lỗi nhưng Chada thái độ cứng rắn, cô vẫn nhất quyết chuyển chỗ ở và nói Phi Thai không có quyền quyết định và can dự vào những thứ liên quan đến Than. Phi Thai cũng không nhún nhường nữa, anh cho rằng Chada ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không hiểu tâm tình của trẻ con. Than nghe lời chỉ vì thương mẹ chứ nó không thực sự muốn như thế, và lại thứ Than cần Chada dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không bao giờ đáp ứng được. Than cần một người cha, may mà có Giao đến kịp chứ không hai anh chị không biết đấu võ mồm đến bao giờ. Giao phân tích cho Chada hiểu dù có muốn trốn ai đi chăng nữa thì chỉ cần là người có tiền và quyền, chắc chắn họ cũng tìm ra. Trừ khi xuống địa ngục thì không ai tìm thấy nữa. Chada nghe xong cũng thấy đúng, cô nảy ra ý tưởng vừa có thể để Than có bố, vừa để Thép phải từ bỏ ý định. Đó chính là lấy anh hàng xóm Chu E làm chồng. Trước lời đề nghị đường đột của Chada, Chu E tuy bất ngờ nhưng cũng rất biết cách nắm lấy cơ hội. Chỉ cần được giúp đỡ người mình yêu thì bảo anh làm gì anh cũng chấp nhận. Thế là Chu E đến ăn cơm cùng mẹ con Than, hỏi ý kiến của Than để được làm bố thằng bé. Than lại nói mình không muốn Chu E trở thành bố mình vì có một bố Phi Thai là quá đủ rồi. Than nổi nóng vì mẹ cứ bắt ép nó chấp nhận Chu E. Than đùng đùng giở tính ương bướng đem hết đồ chơi trả lại cho Chu E và đuổi chú về. Hành vi này của con trai làm Chada hết sức tức giận, cô cầm chổi quật cho Than mấy cái. Tối đến, Chada cảm thấy có lỗi vô cùng, cô chờ lúc Than đã ngủ ôm lấy nó xin lỗi. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Than đâu, chỉ có một tờ giấy dán trên cửa với nội dung xin lỗi mẹ. Than không muốn có bố mới nhưng nếu mẹ muốn có hạnh phúc riêng, Than sẽ không làm gánh nặng. Thằng bé một mình đạp xe bỏ nhà đi tìm Phi Thai. Lên đến thành phố, muốn cầm tiền đi mua đồ ăn thì lại có ông già giật mất ví tiền. Than được một người phụ nữ giúp đỡ, thằng bé mượn người phụ nữ điện thoại gọi cho Phi Thai nhờ giúp. Phi Thai đi khám bệnh định kỳ ở bệnh viện lại vô tình gặp được vị luật sư của gia đình ngày xưa. Nhưng vì vẫn chưa lấy lại trí nhớ nên anh không nhận ông ấy làm người quen. Khi nhận được điện thoại của Than, Phi Thai không chần chừ mà lao đi tìm cậu bé luôn. Tìm tới tìm lui mới nhìn thấy Than, Phi Thai kêu Than đứng yên một chỗ kẻo xe tông rồi tự mình chạy qua. Nghe Than nói mong bị mẹ đánh đau, Phi Thai bèn đưa cậu nhóc về căn hộ của mình để hỏi đầu đuôi câu chuyện. Biết Than vì hỗn hào mới bị mẹ đánh, thế mà còn đùng đùng đạp xe bỏ nhà đi. Phi Thai giả vờ giận vì Than không biết nghe lời, trẻ con nhưng không chịu hiểu chuyện. Lúc bấy giờ Than mới ríu rít xin lỗi hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Phi Thai nghe Than nói Chada sẽ lấy Chu E làm chồng tuy rằng anh không biểu hiện gì quá ngạc nhiên nhưng thực chất trong lòng lại rất bận tâm. Bên này, Chada cùng Chu E đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy, mãi sau Giao mới hớt hải chạy đến đưa cho Chada địa chỉ của Phi Thai. Anh gọi điện báo rằng mình đang ở cùng Than ở nhà riêng. Chada vội vàng đến đó, trên đường lại đụng phải Thép, Thép đến đón hai mẹ con cô. Giao biết Thép cũng là một trong số những lý do khiến bạn thân mình phải sống chui lủi nên chỉ chờ có cơ hội này mà xỉ vào anh. Người hầu của Thép bảo vệ chủ nhân nên động tay động chân với Giao. Chada vốn đang vội đi tìm con lại gặp chuyện cản đường, cô chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi nhưng Thép nhất định không bỏ qua. Vậy là sẵn có Chu E đang ở đây, Chada ôm tay Chu E thông báo với Thép rằng mấy hôm nữa mình sẽ làm đám cưới với người đàn ông đã bên mình 6 năm qua. Thép không còn hy vọng nào nữa, bèn quay người bỏ đi. Than được Phi Thai nấu đồ ăn cho, thằng bé quấn quýt không rời nhưng khi nghe thấy chuông cửa, nó lập tức đoán ra chú Phi Thai đã gọi mẹ đến. Than giận dỗi bỏ vào phòng khóa trái của, lúc Chada vào nhà, không nói không rằng tắt thẳng vào mặt Phi Thai một cái. Cô nghĩ rằng chính anh đã xui con trai mình bỏ nhà đi bụi, chỉ đến khi Giao giải thích là Phi Thai đón Than lúc thằng bé đi lạc thì Chada mới áy náy xin lỗi. Ba người lớn nỗ lực thuyết phục một cậu nhóc mở cửa, cuối cùng Than cũng chọn nghe lời. Nhưng mới bị mẹ lôi đi được một tí, thằng bé đã dãy ra ôm chặt chân Phi Thai không muốn về nhà. Than nhất định không chịu nghe lời, dù Chada có bắt được thằng bé về thì nó sẽ lại tìm cách trốn đi. Thế là cô đành phải thỏa hiệp để Than ở lại nhà Phi Thai đêm nay ngày mai qua đón. Than thấy mẹ và cô Giao đã đi khỏi, liền vui mừng ôm chầm lấy cổ Phi Thai. Hai người cùng nhau tắm trong một bồn, Than được thỏa ước mơ được tắm cùng bố. Phi Thai thắc mắc tắm cùng bố hay mẹ thì cũng như nhau nhưng thằng bé kháu khỉnh trả lời một câu khiến nam chính phải bật cười. Chỉ có bố và con là đàn ông thì mới có súng đại bác chứ mẹ làm gì có. Ở một diễn biến khác, Thép sau khi bị nữ chính từ chối, anh gần như nổi điên, đập phá tất cả các đồ đạc. Mỹ phẩm tự tay chọn cho Chada, cả máy may quần áo đến đèn điện trong nhà đều để dành cho một mình cô. Ấy vậy mà cô ấy lại nói không hề yêu anh, lại còn sắp đi lấy chồng. Thép cảm thấy mình là thằng thất bại mãi mãi không có được người mình yêu thương. Thư ký Du An thấy anh như vậy rất đau lòng, cô cầm tay Thép nói anh không phải kẻ thất bại, anh chính là người hùng. Thép đã khiến Du An từ một cô gái chân ướt chân ráo không có gì trong tay có được niềm động viên khích lệ to lớn để có được ngày hôm nay. Du An hứa sẽ làm mọi điều để Thép có thể hạnh phúc. Than sau khi tắm rửa sạch sẽ còn ngoan ngoãn tự gấp quần áo, là xong mọi việc, tự giác leo lên giường cầu nguyện trước khi ngủ. Phi Thai hài lòng thưởng cho cô cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi ra ngoài gọi điện cho Bin. Tình hình của Bin cũng khá hơn trước, cô hí hưởng khoe dạo này đã ngủ ngon giấc hơn và chỉ mong đến ngày xuất viện để được về nhà với chồng. Vì tối hôm qua ngâm nước quá lâu nên sáng ngày ra, lúc Chada đến đón Than phát hiện thằng bé bị sốt.
Không chỉ than mà chả phi thai cũng ấm đầu, cô đút cho thằng bé xong còn phải đút cho thằng lớn. Mà thằng lớn này miệng không chịu mở, cứ nhìn chằm chằm làm nữ chính ngại quá nhất thằng vào miệng luôn. Cha Đa thấy cảnh hai bố con ôm nhau ngủ say, cô bỗng nảy ra một ý định. Một điện thoại lên, lén chụp một tấm hình cả ba người rồi giấu làm của riêng. Lúc phi thai ra ngoài thấy cha Đa cặm cụi nấu ăn, trong đầu anh lại hiện về hình ảnh năm xưa cùng đứng bếp với cô. Cơn đau kéo đến làm cha Đa lo lắng, cô giật tay bóp trán cho phi thai. Mà các bạn biết đấy, cao thủ không bằng tranh thủ. Anh ta ngả người gối lên đùi người đẹp luôn, không những thế còn kéo tay cô hôn lấy hôn để. Cha Đa sướng gần chết nhưng lý trí vẫn quay trở lại, cô muốn bỏ chạy nhưng phi thai lại giữ tay. Anh đề nghị đêm nay cô ngủ lại để tiện chăm sóc than, anh cũng giải thích Bin đi chữa bệnh còn lâu nữa mới trở về. Bên này, thư thí Du An nhìn thấy Thép ngày ngày đau khổ uống rượu, công việc anh cũng không tha thiết nữa thì rất đau lòng. Luôn muốn người mình yêu được vui vẻ nên Du An đã thuê người đến phá tiệm, uy hiếp chú E phải hủy hôn với cha Đa. Chú E bị đánh cho bầm dập mặt mũi, vợ cũ của anh trở về thấy vậy liền lo lắng quan tâm nhưng lại bị chú E đuổi đi. Thép biết chuyện Du An làm, ban đầu anh nổi giận vì sợ cha Đa biết chuyện sẽ càng ghét mình hơn. Nhưng nghe Du An thuyết phục và khích lệ, Thép đã rất nhanh lấy lại tinh thần, quyết không để thua trước một thằng nhà quê. Cha Đa quyết định sẽ đến nhà phi thai để tiện chăm sóc cả hai, cô còn đem theo máy may và đồ nghề để tranh thủ làm việc. Nhưng tình hình của phi thai không ổn, mắt anh đột nhiên mờ hẳn, suýt đụng trúng tường, còn không thể nắm đúng tay cha Đa trước mặt. Cô lo lắng quá bắt phi thai phải đến bệnh viện cùng mình một chuyến, dù bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì nhưng cha Đa vẫn lo lắng muốn đỡ anh. Phi thai trêu chọc cô nắm chặt tay cùng đi, cha Đa sướng đến nỗi chỉ dám cười tủm tỉm. Về đến nhà, than rất biết cách vòi vĩnh, nó bắt mẹ nằm một bên, chú phi thai nằm một bên để cho nó ôm hai tay hai người. Đương nhiên phi thai cũng rất muốn, chỉ có điều cha Đa không cho phép. Miệng nói là không ngủ chung nhưng đêm đến vẫn không kìm được chạy ra ngoài xem tình hình của người ta. Cha Đa tháo kính cho phi thai, anh đột nhiên mở mắt, những thân mật gần gũi lại ùa về làm phi thai không kiềm chế được khao khát được hôn cô. Hai người đang hay thì đứt dây đàn, cha Đa bừng tỉnh vội vàng bỏ chạy. Nhưng phi thai không bỏ qua nữa, anh hỏi cô có phải hai người từng yêu nhau, tại sao trong ký ức của anh hai người lại ngủ cùng nhau, ôm hôn chung sống không khác nào vợ chồng. Cha Đa không muốn bước qua giới hạn, cô nhắc nhở phi thai anh là người có vợ, tôi là người sắp lấy chồng, cả hai nên giữ đúng chừng mực đừng để người khác phải tổn thương. Sáng hôm sau, theo đề nghị của bà Mơn, bác sĩ miễn cưỡng cho Bin xuất viện. Cô Bin còn muốn tạo bất ngờ cho chồng nên quyết định không báo trước. Trong khi đó, phi thai còn đang bận đưa than đến trại trẻ mồ côi để nó thấy việc có mẹ là điều may mắn, lần sau không nên bỏ nhà đi. Bin và bà Mơn về nhà nhưng họ như chết lặng khi nhìn thấy cha Đa đang dọn dẹp bên trong phòng ngủ. Cha Đa cây ngay không sợ chết đứng nên giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Bà Mơn lúc nào cũng ác cảm giờ lại càng ghét cha Đa hơn, bà lớn tiếng cảnh cáo và không tiếc những lời xì vào cô. Cha Đa hứa với cô Bin mình và phi thai đều trong sạch, để không làm phiền mọi người, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Phi thai đưa than trở về, bà Mơn lại càng sững sờ hơn nữa khi thấy đứa bé. Cha Đa như mọi lần nói cha của than đã chết, sau đó đưa con trai rời đi. Bin giận dỗi bỏ vào phòng, phi thai gọi thế nào cũng không chịu mở cửa, bà Mơn bên cạnh không ngừng chỉ trích nam chính. Đến khi mở cửa vào trong, Bin lại bày ra bộ mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chạy lại âu yếm ôm phi thai. Bin hứa từ giờ sẽ không giận dỗi vô cớ, sẽ tôn trọng và tin tưởng chồng. Bà Mơn thấy thế không yên tâm, vẫn nhắc nhở Bin về vết dơ trong quá khứ là do cha Đa gây nên không bao giờ được quên. Cha Đa đưa than về nhà, cậu nhóc đã hiểu chuyện, chủ động xin lỗi và giao mẹ cho chú E toàn quyền quyết định. Chú E vui quá không nói lên lời, anh đi hỏi cha xứ ngày đẹp để rước nàng về dinh luôn. Than và cha Đa cùng nhau về nhà thì đã thấy bà Mơn đứng đợi sẵn. Ban đầu thái độ của bà vẫn hách dịch, luôn miệng lăng mạ cha Đa dù cô có giải thích thế nào đi chăng nữa. Cha Đa không muốn nhiều lời bèn đứng dậy có ý tiễn khách. Bà Mơn lúc bấy giờ mới dở giọng ăn vạ, bà kể năm xưa vì quá đau lòng chuyện phi thai và cha Đa là vợ chồng nên Bin mới bỏ nhà ra đi. Không may bị lừa rồi bị cưỡng hiếp, ông Lóp không chịu được cú sốc này mới qua đời. Bà Mơn khóc lóc cầu xin cha Đa dù chút lòng thương đừng xé nát nốt hy vọng cuối cùng của Bin. Nữ chính nghe đến đây lòng đau như cắt, cô dằn vặt vì nghĩ bà Mơn nói đúng, vì mình mà cả nhà ông Lóp rơi vào bi kịch. Cô Bin cũng vì thế mà đánh mới đời con gái, sống trong tủi nhục đến phát bệnh. Bên này, Bin quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cởi áo phi thai, gả anh làm đứa con cho vui cửa vui nhà. Nhưng không hiểu sao phi thai không chút cảm xúc, thậm chí khi bị Bin động chạm anh còn nhớ tới cha Đa. Đúng lúc phi thai không biết phải làm sao với Bin thì bà Mơn gõ cửa phá đám. Bin không hài lòng nhưng khi nghe đến cái tên cha Đa, Bin trợn mắt lo sợ. Hóa ra sau khi nghe chuyện bà Mơn kể, cha Đa đã quyết định dứt điểm, vừa để tránh sự quan tâm của phi thai vừa để cô Bin được yên tâm. Cha Đa cùng chú E đến mời cưới hai vợ chồng cô Bin, nhưng bà Mơn tỏ ý đám cưới nhỏ mời nhiều người không tiếp đãi kỹ. Phi thai nghe xong cũng tròn mắt bất ngờ. Đám cưới quá gấp mà thực ra anh cũng không muốn đến xem người mình thích đi lấy chồng nên từ chối. Lúc chú E và cha Đa đi rồi, phi thai mới hỏi Bin về đám cưới của họ, tại sao anh không nhớ gì hết. Bà Mơn đúng chuẩn tay lái lụa, quay ngoắt vấn đề sang cha Đa, bà dè biểu cô trong 6 năm mà hai đời chồng, kể xấu cha Đa năm xưa không chỉ ăn trộm mà còn vụng trộm. Tạm thời đạt được mục đích, bà Mơn cười đắc thắng. Nhưng cuộc điện thoại ngay sau đấy khiến bà Mơn sợ hãi đến sững sờ. Đầu dây bên kia chính là ông con,
luật sư riêng của gia đình Phi Thai, nhờ lần gặp lại nhau ở bệnh viện. Ông con đã tìm được tung tích của Phi Thai và hẹn gặp riêng bà Mơn để nói chuyện. Ông con không đồng ý chuyện lừa cậu chủ theo như đề nghị của bà Mơn, nhưng nghe bà ta kể khổ về tình hình của vợ chồng Bin, lại nhìn thấy Bin ở viện tâm thần thẫn thờ, ông con cũng không nỡ, muốn có thêm thời gian suy nghĩ vì không muốn làm trái pháp luật. Nhưng khi nhìn thấy Phi Thai, ông con vẫn không thể ngưng sự nhớ nhung, và lại quyền thừa kế cả gia sản khổng lồ cũng không thể dang dở mãi. Vậy là cả hai quyết định nói cho Phi Thai biết lai lịch thực sự của anh. Phi Thai rất giận vì mọi người đã lừa dối mình. Bin khóc lóc cầu xin Phi Thai đừng vì thế mà tách bỏ mình, nhưng Phi Thai chỉ muốn ở một mình. Ông con thấy sự việc như vậy, nếu nói thêm cả việc của cậu chủ với cô cha đa thì kiểu gì cũng rất khó khăn. Bà Mân biết được khối tài sản kết thù chưa chủ kia liền nảy sinh lòng tham, bà gọi điện về cho rút, yêu cầu anh kêu toàn bộ nhân viên ở trang trại ngậm chặt miệng không được hé răng nửa lời nhắc đến chuyện năm xưa. Bà dùng cả hạnh phúc của Bin để đánh vào điểm yếu, ép rút phải hùa theo kế hoạch của mình để chiếm đoạt tài sản thừa kế của Phi Thai. Bà Mơ còn dùng thủ đoạn nham hiểm đánh trúng lòng tốt của Phi Thai. Bà ta kể khổ với Bin rằng cả nhà sắp phải ra đường ở vì trang trại gặp chuyện. Phi Thai nghe xong liền nổi tính tốt bụng, quyết định tha thứ và cùng Bin trở về xử lý chuyện gia đình. Bên này, Thép đến tận trường đón Than, anh đưa một tấm hình của cha Đa và nói dối cậu bé là mẹ nhờ chú đến đón cháu. Thép đưa Than đến khu vui chơi, cậu nhóc lôi trong túi ra một đống tiền xu, Thép chán ghét hất hết chúng đi. Đưa tiền mặt cho Than nhưng Than không lấy, nó nhặt từng đồng xu dưới đất lên đầy trân trọng. Thư ký Du An đến tận nhà mời cha Đa đến nhà Thép để đón Than. Lúc cô đến đã thấy Than kêu chú này lừa mình đến gặp mẹ. Ra muốn dạy cho mấy tên nhà giàu thích ức hiếp người khác một bài học nhưng lại bị cha Đa cản lại. Cô nói chuyện riêng với Thép, Thép dùng đủ mọi lời ngon ý ngọt, vật chất và tiền bạc để thuyết phục cha Đa. Nhưng cha Đa một lần nữa rõ ràng mời anh đến dự đám cưới của mình và chú E vào ngày mai. Thép thẳng thừng chửi rủa Du An sau khi bị cha Đa từ chối lần thứ N. Anh đổ lỗi cho Du An làm việc không hiệu quả, có mỗi việc dọa chú E để hắn sợ mà cũng không làm được. Du An quỳ gối ôm chân Thép, nguyện làm trâu làm ngựa chỉ cần Thép đừng đuổi mình đi. Bên này, Than gọi điện cho Phi Thai muốn anh đến dự đám cưới của mẹ nhưng Phi Thai vẫn nhất quyết từ chối. Than hợp tác với Phi Thai dụ mẹ lên cầu. Phi Thai muốn nói lời tạm biệt với hai mẹ con vì anh và Bin sẽ trở về trang trại. Nhưng khi cha Đa quay người đi, anh lại không nén được lòng mình mà ôm cô từ phía sau. Sau đó, Phi Thai vẫn tiếp tục gặng hỏi về cha của Than. Anh thắc mắc tại sao cha Đa lại cố lảng tránh như muốn giấu giếm về chuyện này. Cha Đa chột dạ mắng Phi Thai là người bất lịch sự, thích tập mạch chuyện nhà người khác rồi bỏ đi. Sau khi trở về trang trại, ký ức của Phi Thai càng quay về mạnh mẽ, nhất là sau khi người làm cũ tay bắt mặt mừng chào đón Phi Thai. Anh mới xác nhận được những gì mình nhớ chính là sự thật. Người làm cũ kể từ lúc Phi Thai xuất hiện và những biến cố trong gia đình ông Lop. Phi Thai về lại phòng cũ của mình, khi người hầu định kể về cha Đa thì rút lại đến trận họng. Phi Thai đã hiểu ra điều gì đó, hộp tủ bị khóa đằng kia cũng thu hút sự chú ý của anh. Nam chính dùng sức muốn phá tủ nhưng rút không cho, rút càng ngăn cản thì Phi Thai càng hiểu rằng trong đó chứa đựng những thứ mọi người đang giấu anh. Sức khoát mở tủ ra, tập tài liệu đầu tiên rơi ra khiến Phi Thai không thể tin vào mắt mình. Đó chính là giấy đăng ký kết hôn ghi rõ ràng tên anh và cha Đa. Bên này, cha Đa đang cử hành hôn lễ ở nhà thờ, có cả sự tham dự của Thép, anh ta nói đến để chúc phúc nên mọi người cũng hoan hỉ đón chào. Đang làm lễ thì cảnh sát ập đến bắt chú rể vì tội tàng trữ ma túy. Trước đây chú E cũng từng có tiền án tiền sự mà giấu không cho mọi người biết. Lúc đưa chú E về nhà lục soát, cảnh sát nhận điện thoại của người lạ và tìm được đúng chỗ giấu chất cấm. Chú E không biết minh oan thế nào đành làm liều vùng vẫy bỏ chạy, cũng may có vợ cũ ứng phó kịp thời. Thép cùng cha Đa về nhà, anh hùa theo giao thầm cảm ơn may mắn chứ suýt chút nữa cha Đa đã lấy phải một tên nghiện làm chồng, vừa khổ mà Than cũng noi gương xấu. Nhưng cha Đa vẫn không tin chú E là người như vậy, đúng lúc này Than làm vợ cốc trong nhà. Thép vội vàng chạy tới hỏi han ân cần, anh còn cố ý cứa đứt tay mình để cha Đa phải băng bó trong. Lúc sau thư ký Du An đã quay lại báo cáo tình hình, đo toan mọi việc giang dở ở đám cưới, những chuyện này làm cha Đa thấy hơi cảm động với Thép. Còn Du An, từ sau khi cầu xin cơ hội chuộc lỗi, cô ta quyết đánh liều cho người gài bẫy chú E hỏng phá đám cưới. Thép hài lòng thưởng cho cô thư ký một chiếc dây chuyền khiến cô nàng cảm động phát khóc. Ở một diễn biến khác, sau khi nghe rút nói hết sự thật về mối quan hệ vợ chồng với cha Đa, Phi Thai biết rằng cha Đa mới là vợ hợp pháp của mình chứ không phải Bin. Nhớ lại lúc Bin mặc váy cưới đòi chụp hình, cô nói không cần đăng ký kết hôn lại còn không có cả ảnh đám cưới. Nhưng anh vẫn chưa muốn vạch trần mọi việc, tiếp tục vờ như không biết gì. Lúc Bin hỏi thì lại lấy lý do phải lên thành phố để làm thủ tục thừa kế. Lúc Bin gạ làm đứa con thì nam chính lại lươn lạo giả vờ đau đầu tái phát. Sáng hôm sau, rút được bà Mơn cử đi giám sát động thái của Phi Thai nhưng bà ta không hề hay biết rút giờ đã cùng phe với nam chính. Anh không muốn cô Bin cứ lún sau theo lầm lỗi sai trái và cũng muốn giúp đứa trẻ vô tội. Rút giải thích có lần đi theo Phi Thai và biết chuyện cha Đa có đứa con trai. Cả hai đều nghi Than chính là con của nam chính nhưng Phi Thai vẫn muốn tự mình xác minh, nói chuyện phải có bằng chứng. Lúc trở về nhà cũ, luật sư con kể lại đầu đuôi sự tình năm xưa cho cậu chủ nghe. Từ chuyện Camon là vợ ngoài dã thú của trung tướng, đến chuyện ông chết và cái chết ấy có liên quan đến chị gái cha Đa. Nhưng chưa kịp nói xong câu chuyện, luật sư con đã lên cơn đau tim ngất lịm. Lúc sau cả nhà bàng hoàng nhận tin luật sư xấu số không qua khỏi. Phi Thai hỏi người làm lâu năm trong nhà về chuyện quá khứ,
Anh tóm gọn được mọi chuyện lại nhưng vẫn không thể giải thích tại sao cha Da lại dính đến chuyện này. Tại sao cha đẻ lại muốn hai người kết hôn thì mới được quyền thừa kế? Và tại sao phi thai lại dính đến ba người phụ nữ, trong số đó còn là vợ lẽ của cha mình? Tất cả những khúc mắc này chỉ một người có thể giúp anh giải đáp, chính là cha Da. Bên này, thư ký Du An mới thở phào, giờ lo lắng lại dâng lên đến tận cổ khi nghe tin cảnh sát vẫn chưa bắt được Chu E. Cô kêu người làm cấm nói việc này cho chủ tịch biết và âm thầm đến tìm vợ cũ của Chu E. Du An đánh vào tâm lý ham tiền và muốn trả thù chồng cũ đi lấy vợ của cô ta mà dùng tiền mua chuộc, kêu cô ta bỏ thuốc vào nhà Chu E để tống anh vào tù. Phi Thai gọi điện cho Than, Than thông báo rằng mình vẫn chưa có bố vì chú Chu E bị cảnh sát bắt nên bỏ trốn không ai tìm được. Phi Thai nghe vậy liền hẹn Than gặp mặt nhưng không may lại bị cha Da phát hiện. Cha Da thấy Phi Thai đã biết chuyện Chu E bỏ trốn vì cảnh sát bắt, cô nói dối cũng mệt nên định bỏ mặc anh ở đấy. Ai ngờ Phi Thai giờ cũng là chú lươn lẹo, giả vờ đau đầu ngay được làm con gái nhà người ta lo phát mệt. Trời đổ cơn mưa, cha Da dùng tay che cho Phi Thai khỏi ướt, anh nắm lấy tay cô gái chạy dưới mưa. Khung cảnh lãng mạn nên thơ, sau đó hai người cùng lánh tạm trong một hộp điện thoại công cộng. Không gian chật hẹp, người trước mặt lại là người trong lòng, phải khó khăn lắm cả hai mới kìm nén được những khát khao dâng trào. Lúc về đến nhà đã thấy Than cầm ô chống chọi với những chỗ thủng trên mái nhà. Có bàn tay người đàn ông có khác, thoáng chút vấn đề đã được xử lý. Than và Phi Thai buột miệng gọi nhau là bố con, thấy cha Da không vui Phi Thai vội xin lỗi. Thấy cô chưa nguôi giận Phi Thai lại giờ tuyệt chiêu đau đầu chóng mặt ăn vạ, Than rất biết hợp tác đề xuất ý tưởng để chú Phi Thai ở lại ngủ cùng cả nhà. Hai bố con đã hợp lực như thế cha Da có mà từ chối đằng trời, cô đỡ Phi Thai xuống giường, lấy cho anh bộ đồ của Dao để anh thay tạm. Phi Thai không biết mặt dày giơ tay đòi cha Da thay đồ giúp mình nhưng cô không thèm để ý anh nữa. Một lúc sau, Thép đã đội mưa đến đây hỏi thăm tình hình của hai mẹ con. Anh ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng Than hát cùng ai đó, cha Da sợ lộ bí mật nên đuổi khéo Thép về. Bên trong nhà tắm, Phi Thai gội đầu cho Than, nhân cơ hội anh muốn nhặt tóc của thằng bé để làm xét nghiệm. Thế mà cha Da lại xông vào, Phi Thai nói dối mình chuẩn bị đi tắm ấy mà cha Da lại đòn tắm giúp anh vì anh đang đau đầu sợ bị ngất ra đấy. Sự bạo dạn này của cô gái khiến Phi Thai bối rối không biết làm sao. Cha Da lúc này mới tỏ rõ thái độ, cô nói mình không phải trẻ con dễ bị lừa, biết thừa Phi Thai kiếm cớ để được ngủ lại đây. Để chiều lòng con trai nên cha Da mới đồng ý, nhưng sáng mai Phi Thai phải đi ngay lập tức. Chiều muộn chờ Than ngủ, Phi Thai tìm thấy cha Da trên mái nhà, cô đang tìm cách bịt những chỗ bị thủng để nhà không bị rột lúc mưa xuống. Phi Thai leo lên, lại giả vờ sợ hãi để lợi dụng ôm eo người đẹp, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời. Phi Thai hỏi cha Da có tin vào duyên phận không, trước đây thì không nhưng từ ngày gặp bố Than là cha Da đã tin vào nó. Phi Thai ám chỉ cha Da rất yêu người đàn ông đó vì mỗi lần nhắc đến ánh mắt cô lại không giấu được yêu thương. Đến lúc trèo xuống Phi Thai cũng nhân cơ hội hôn hít nhưng người đẹp không cho. Đến cả khi lau nhà cũng cố tình ôm ấp trêu chọc cha Da khiến cô bỏ ra ngoài. Phi Thai nhân cơ hội mở điện thoại của cha Da lên xem, ai ngờ nhìn thấy tấm hình cô chụp lén lúc hai bố con đang ngủ như một gia đình. Cha Da vào thấy Phi Thai tự tiện như vậy thẹn quá hóa giận, như lần này Phi Thai đã không nhún nhường nữa. Phi Thai dứt khoát nói cho cha Da biết trí nhớ của anh đã hồi phục, cô là vợ anh và Than là con trai anh. Cha Da đã không còn ngốc nghếch như xưa, cô hỏi Phi Thai có biết tên của chị mình không nhưng anh không nói được. Thế là cha Da bèn đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà, Phi Thai cũng không vội vì anh đã có được tóc của Than đem về đưa rút làm xét nghiệm. Cha Da vì sợ mọi chuyện bại lộ, giữa đêm gọi Than dậy xếp đồ để chuyển chỗ ở gấp. Du An vẫn chưa từ bỏ ý định lấy lòng Thép, cô thuê người phá hỏng tiệm may chỗ cha Da đang làm, cho người đốt luôn cả nhà. Thế là ba người, cha Da, Giao và Than phải đi tìm nhà trọ mới, thời buổi kinh tế khó khăn đang lang thang ngoài đường thì Thép vô tình lái xe qua. Anh đề nghị sẽ cho ba người thuê nhà với giá rẻ. Giao đi nãy giờ mệt bở hơi tai và lại cô cũng không còn ác cảm với Thép nên thuyết phục cha Da về tạm nhà anh ta ở. Tối đó, Thép chỉ đứng ở bên dưới nhìn theo bóng cha Da đang trên lầu. Cô nhìn thấy một cái máy may rất đẹp, cha Da không giấu nổi vui sướng. Nhưng sáng hôm sau, rắc rối lại đeo bám, cha Da ăn vận đẹp đẽ để đi xin việc nhưng còn chưa kịp đi thì mẹ của Thép đã đến. Hai người đàn ông đánh Giao, bà phu nhân tát cha Da ba cắt đứng người. Than thấy mẹ bị đánh liền vũng vẫy chống trả, kết quả bị vệ sĩ hất ngã đập đầu xuống đất. Cha Da ông con khóc nức nở vì tủi hờn, cũng may Du An có mặt kịp thời giúp cô đưa Than đến bệnh viện cấp cứu. Phi Thai đến nhà cũng không thấy người, đến trường thì cô giáo nói Than đã nghỉ học. Anh lo lắng gọi điện cho Giao thì mới biết hai mẹ con cha Da đang ở bệnh viện. Lo lắng chạy hết tốc lực đến viện lại bị cha Da đuổi về, cô chuyển nhà là vì không muốn gặp lại Phi Thai. Nhưng anh lại cho rằng cô là mẹ nhưng ích kỷ, lúc nào cũng nóng vội làm khổ con cái và hèn nhát không dám đối diện với sự thật. Phi Thai đang xem tình hình của Than thì Thép đã xuất hiện. Nhìn thấy Phi Thai, Thép như không tin vào mắt mình. Rõ ràng năm đó anh đã cố tình không cứu và tưởng anh ta đã chết rồi. Thế mà giờ Phi Thai lại lù lù xuất hiện, còn niềm nở bắt tay với Thép. Sau khi anh ta rời đi, cha Da mới giải thích cho Thép rằng Phi Thai bị mất trí nhớ và nhờ Thép giữ kín chuyện về quá khứ của hai người. Sau khi biết mẹ mình gây ra chuyện động trời với mẹ con cha Da, Thép nổi giận lôi đình với phu nhân. Bà nói chỉ cần anh khiến Ly có thai để thừa hưởng gia tài thì sẽ không bao giờ động tay vào việc riêng của anh nữa. Thép hùng hồ xông vào phòng cởi đồ đè Ly xuống giường mặc cho còn đang hậu phẫu thuật thẩm mỹ khắp mặt.
Cha Da được Du An đưa đến tiếp quản một cửa hàng. Du An đưa nước cho cha Da uống rồi bắt đầu giảng giải cơ chế hoạt động. Ai ngờ lúc sau, Phi Thai nhận được một tài liệu, quét mã thì hiện ra ảnh cha Da bị trói trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Anh lo lắng tột độ, cha địa điểm chạy đến ngay lập tức. Hóa ra thép đã ra lệnh cho Du An chúc thúc cha Da để nhử Phi Thai đến sửa đẹp. Chỉ cần Phi Thai nhớ lại, khả năng thép đi tù là rất lớn vì năm đó đã cố ý không cứu giúp. Thép thuê 5 tên sát thủ đến úp sọt nam chính, nhưng các bạn biết đây, cả cặp đôi chính đều văn võ song toàn. Một đầu năm mà vẫn thắng mới lạ chứ. Phi Thai hạ được tất cả, đang túng áo một tên hỏi cha Da ở đâu thì thép đã từ phía sau đánh lén. Nam chính đánh đấm một hồi dã rời hết chân tay, lại cộng thêm triệu chứng cũ tái phát liền thất thế, không cẩn thận ngã treo leo. Thép đâm lao thì phải theo lao, anh nắm lấy tay Phi Thai gỡ ra thả anh xuống lầu. Trước lúc ngã, Phi Thai đã nhớ lại hết tất cả, chính thép là người không cứu mình lúc sống chết, thậm chí nhớ lại cả chuyện gặp gỡ cha Da thế nào, mối quan hệ ra làm sao. Nhìn tận mắt đối phương nằm bất động, tự tay châm lửa đốt cháy hiện trường, thép mới cho người rời đi. Bên này, Du An đánh thức cha Da dậy coi như không có chuyện gì xảy ra, về báo tin với thép. Anh sủng ái cô ta lên tận trời, quyết định thăng chức vượt bậc. Điều này đã làm nhân viên cũ cảm thấy rất bất mãn nhưng cũng không dám ý kiến nhiều. Du An rất hạnh phúc, nhưng sau khi nghe tin cấp dưới báo không tìm thấy xác Phi Thai, cô ta lại nổi nóng. Trong khi đó, Phi Thai đã trở về trang trại, nhờ rút hẹn gặp riêng bà Mơn để nói chuyện. Anh thẳng thừng to tiếng vạch trần sự giả dối của bà Mơn và tuyên bố mình đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện. Dù họ sai nhưng Phi Thai vẫn có ơn với ông Lop, anh sẽ không truy cứu trách nhiệm và đồng ý trả hết nợ cũng như cấp vốn khôi phục lại trang trại. Chỉ đổi lại một điều kiện, đó là chấm dứt quan hệ vợ chồng giả với Bin. Nói rồi quay người rời đi mà không biết mình để quên điện thoại ở lại bị bà Mơn trông được. Bà Mơn biết khó có thể xoay chuyển tình thế, bèn tìm mọi lý lẽ để thuyết phục giúp bắt tay với mình nhưng anh không đồng ý. Phi Thai hẹn gặp riêng Giao để nói cho cô biết sự thật Than và cha Da là vợ con mình, rồi nhờ cô giúp để được gần gũi với Than. Hôm nay là sinh nhật của thép, anh mời một mình cha Da đến dự. Đến đoạn nhắm mắt thổi nến thì Phi Thai lại xuất hiện bất thình lình. Nam chính còn chỉ lưỡi dao kề cổ thép đồ rằng thèm ăn bánh sinh nhật khiến thép hết hồn. Phi Thai kể một câu chuyện châm hỏi, cứ bóng gió về việc có kẻ tiểu nhân muốn hãm hại người khác. Khi cha Da đi khỏi, Phi Thai cũng không có lý do gì để vòng vo. Anh uy hiếp thép, tôi sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ, càng không muốn truy cứu trách nhiệm. Đổi lại thép phải tránh xa vợ con anh, nếu không biết điều Phi Thai có thể làm bất cứ thứ gì để thép phải hối hận cả đời này. Phi Thai đưa cha Da từ chỗ của thép trở về căn biệt thự cũ, cô chỉ mà chạy khắp nơi tìm Than. Phi Thai thắc mắc vì sao lại biết rõ từng ngóc ngách mà cha Da vẫn cố chối, anh đã hết kiên nhẫn xem cô diễn kịch. Nam chính giơ tờ giấy kết luận quan hệ huyết thống của anh và Than để thay mọi lời giải thích. Dù thời hạn truy tố đã hết nhưng nỗi hận trong lòng mãi không phai, Phi Thai dùng Than và cả Ca Mon ra để uy hiếp làm cha Da từ bỏ ý định chạy trốn. Than được người làm đưa đi chơi đã trở về, vì là người làm lâu năm trong gia đình nên rất quan tâm cũng như mừng rỡ vì cả cha Da và Phi Thai trở về, còn đem thêm một đứa trẻ kháu khỉnh về thăm trung tướng. Cha Da cảm động và cũng cảm thấy có lỗi vì để mọi người lo lắng, ông lấy người làm khóc sướt mướt. Than chạy vào xin phép mẹ cho ngủ với chú Phi Thai đêm nay, cha Da đương nhiên không thể ngăn cấm. Tối đó cô lén đứng ngoài nghe hai cha con nói chuyện, Than nói nhân vật gấu mẹ trong chuyện thật ích kỷ khi không cho gấu bố và gấu con được đoàn tụ. Cô đụng phải ánh mắt của Phi Thai, bối rối rời đi. Lúc sau, Phi Thai đến phòng, định chưa ghẹo cha Da một chút, hỏi cô đã biết thế nào là nghiệp quật chưa. Hai người ôm hôn nhau nhưng đang hay thì đứt dây đàn. Cha Da nhớ đến hoàn cảnh của Bin nên lập tức đẩy chồng ra. Phi Thai rất không hài lòng vì cha Da cứ mãi nghĩ cho người đã làm hại mình, lại còn kêu anh quay về sống cùng người gây ra tất cả. Nếu cô không có lòng ở lại đây thì cứ việc đi, Phi Thai chỉ cấm không được đem Than đi, nếu không sẽ biết tay anh. Dọa cho vợ sợ rồi mà không nỡ đi, Phi Thai quay lại trêu chọc cô thêm vài câu nữa làm cha Da cười tủm tỉm cả buổi tối. Phía bên này, thép thẳng thừng đuổi việc Du An vì đã lừa anh chuyện Phi Thai đã chết, dù cho cô có thanh minh cỡ nào cũng dứt khoát sa thải. Phi Thai nghe người làm trong nhà lo lắng rất xa cho cha Da, cô đã thay đổi rất nhiều, không còn sự hồn nhiên vui cười. Suốt ngày chỉ thẫn thờ, trầm lặng như có tâm sự. Phi Thai cũng thấy đúng, anh đến tận cửa hàng mà tên thép thuê cho cha Da để đưa cô về. Không những thế, Phi Thai còn lấy điện thoại của cha Da gọi thẳng cho thép để cảm ơn. Vợ tao tao nuôi được, thôi thì lời của chồng cũng là lời của vợ. Mong là viện trưởng thép nói ít hiểu nhiều, đừng làm phiền hạnh phúc gia đình người khác. Sự hống hách này của Phi Thai khiến thép tức tím người nhưng không làm gì được. Phi Thai đâm ra nổi cáu với cha Da vì lén đi gặp thép, nhưng cô cũng giải thích rõ ràng chỉ đến để xin nghỉ việc. Nghe vậy Phi Thai mới giãn cơ mặt, tủm tỉm cười một mình mãi. Anh đưa cha Da đến thẳng công ty của gia đình và giao cho cô chức vị thư ký chủ tịch, nhưng cha Da không muốn. Cô muốn tự ra ngoài kiếm tiền trả nợ cho thép. Phi Thai không nói không rằng kêu quản lý đến gặp thẳng thép để trả hết số nợ của cha Da. Không chỉ có thế, anh quản lý cũng bồi thêm mấy câu cả khịa gia đình hạnh phúc làm thép tức nghiến răng nghiến lợi. Bên này, cha Da và Phi Thai cùng nhau đi đón Than. Thằng bé xin phép mẹ cho mình khoe với các bạn Phi Thai là bố. Lần đầu tiên Than biết cảm giác có bố giống các bạn là như thế nào. Ba người cùng nhau chơi cầu trượt xích đu hạnh phúc vui cười. Tối đến Phi Thai còn đòi cả ba ngủ chung nhưng Than không chịu cho bố ngủ cùng mẹ. Thép là một người làm ăn, anh ta luôn biết đi những nước cờ hay. Quân cờ của thép lần này chính là Camon.
Cô ta vượt bên trở về và nhờ Thép thuê luật sư giải quyết các vấn đề pháp lý cho mình. Cha Đa đến có lời cảm ơn Thép rồi định tìm chỗ nào đó cho Camon ở tạm để tránh mặt Phi Thai. Ai dè nam chính đã chặn đầu cả hai chị em, ép hai người về nhà và nhốt Camon vào một căn phòng kín. Cha Đa lo lắng cho chị gái vội vàng cầu xin chồng, nam chính không làm chúng ta thất vọng, cao thủ không bằng tranh thủ, vội ra điều kiện, em phải hứa sẽ nghe lời anh mãi mãi thì mới thả Camon ra. Cha Đa làm gì còn lựa chọn nào khác, cô đành phải đồng ý. Tha lần đầu tiên được gặp bác Camon cứ quấn quýt từ phòng khách đến phòng nghỉ. Camon kể khổ với em gái, buôn bán nơi đất khách quê người. Camon chẳng biết làm gì ngoài việc tận dụng nhan sắc của mình để câu dẫn những người đàn ông giàu có và địa vị cao ở các sòng bài. Nhưng hết người này đến người khác đều đem lại cho cô ta những đau khổ nhục nhã. Cuối cùng phải quyết định trở về Thái Lan vịn hơi em gái. Qua lời Cha Đa kể, Camon biết rằng hai người họ kết hôn cũng là một phần của di chúc. Cha Đa sẽ có phần trong khối tài sản kếch xù của gia đình Phi Thai. Camon nở một nụ cười xảo quyệt đằng sau sự ân cần với em gái. Tối đến, Phi Thai bắt Cha Đa thử áo cho mình nhưng thực chất là để nhân cơ hội xin được ngủ cùng vợ đêm nay. Xin thơm cái vợ cũng không cho, quê quá nên Phi Thai chuyển qua đòi vợ tẩm quất massage. Cha Đa massage đúng bài, đấm túi bụi vào lưng chồng, Phi Thai tức quá đè Cha Đa xuống để phạt. Tiếng phát ra từ phòng khiến Camon đứng ngoài nghe lén mà tức đến tím mặt vì ghen tị. Cha Đa xấu hổ trốn vào nhà vệ sinh, lúc bấy giờ Phi Thai mới tha không trêu chọc cô nữa. Sáng hôm sau, Camon cố tình lảng vảng ở phòng làm việc của Phi Thai, thấy nối lại tình xưa với anh không được. Cô giở trò kể khổ nước mắt cá sấu. Phi Thai đồng ý sẽ tha thứ lỗi lầm trong quá khứ cho Camon vì Cha Đa và Than. Camon lấy lòng Phi Thai bằng cách đưa đón Than đi học, nhưng cô ta một lòng vẫn hướng về tên Thép, bỏ mặc Than trong xe khóa trái cửa mà tung tăng đi mua sắm. Than ngạt khí đến ngất đi, được mọi người xung quanh phát hiện báo lên loa đài. Cha Đa và Phi Thai nghe chuyện vội phi đến hầm gửi xe của trung tâm thương mại. May mà Than vẫn bình an vô sự. Tối đó giao đến nhà biết tin cháu bị bỏ lại trong xe, tức đến mất lý trí to tiếng mắng chửi Camon. Hai người còn xông vào đánh nhau tới tấp, Than đột nhiên chạy ra. Camon lại giở trò nước mắt cá sấu chào tạm biệt Than vì không còn mặt mũi nào ở lại. Than xin bố và mẹ tha thứ cho bác Camon, Phi Thai đành phải nhắm mắt bỏ qua cho cô ta. Ra thực lòng khuyên Cha Đa nên để mắt tới Camon vì cô có cảm giác không ổn. Cha Đa ngoài mặt thì nói không sao nhưng thực chất cũng không hẳn là yên tâm. Camon là người có dã tâm lớn, nhất là lại được Thép tiêm nhiễm kích động thêm nhiều điều không hay. Cô ta muốn cướp lại Phi Thai từ tay em gái mình. Phi Thai trách móc Cha Đa có phước không biết đường hưởng. Anh đã tự tay chuẩn bị cho cô nhiều quần áo mới hàng hiệu nhưng cô lại chỉ mặc mấy bộ đồ tự may. Phi Thai lại lôi chuyện điều khoản nghe lời ra để dọa dẫm khiến Cha Đa giận dỗi. Không có ý làm vợ buồn, Phi Thai lại tìm cách dỗ dành, anh chỉ muốn bù đắp cho em và con chứ không có ý ra lệnh hách dịch. Cha Đa mới nguôi giận tha thứ. Ở nhà, người làm rất lấy làm khó chịu với thái độ kinh kiệu của Camon. Quần áo cầu chủ mua cho cô chủ Camon cũng tự tiện động vào, đến bữa ăn cô ta cũng hách dịch hạnh hoẹ đủ kiểu. Bà quản gia tức nước vỡ bờ nói rằng Camon cũng chỉ là thứ lăng loàn ngoại tình hám tiền không xứng đáng được tha thứ. Cô ta cũng không phải dạng vừa xông vào tát bà quản gia một cái ngã rối rụi, người làm trong nhà dùng beng một trận. Đúng lúc vợ chồng Cha Đa trở về nhìn thấy cảnh này. Camon đúng là con rắn độc, trước mặt Phi Thai cô ta lại khóc lóc khổ sở và lại xin lỗi người làm trong nhà. Bà quản gia cũng biết thân biết phận chỉ là người hầu nên không ý kiến nhiều. Tối đến hai vợ chồng Phi Thai âu yếm thân mật, anh mua cho Cha Đa một bộ đầm ngủ sexy nhưng Cha Đa không dám mặc. Camon vẫn chưa thôi ý định quyến rũ Phi Thai, cô ta cố tình làm kỳ đà cản mũi thậm chí còn mặt dày xin lại cái váy ngủ trong tay Cha Đa. Camon suối Than mang gối sang ngủ cùng mẹ để Phi Thai ngủ một mình. Nửa đêm nửa hôm lén trèo lên giường của anh, ôm từ đằng sau hít hà. Phi Thai tỉnh dậy bàng hoàng đuổi Camon ra khỏi phòng nhưng cô ta cứ như dây leo quấn chặt người anh. Nam chính không hiểu tại sao Camon lại có thể đối xử với em gái mình như thế, trước đây ngoại tình với cha anh là đã quá khốn nạn rồi. Nhưng loại người như Camon thì làm gì có liêm sỉ, cô ta cởi áo còn dọa nếu Phi Thai không chịu thì sẽ hét lên để Cha Đa hiểu lầm anh cưỡng bức cô ta. Nam chính là ai cơ chứ, anh chỉ bảo trong nhà đầy camera muốn hét cứ hét còn ai là người nhục nhã thì chưa biết đâu. Camon đành nghiến răng nghiến lợi tức giận quay về phòng. Thực ra từ lúc Camon xin lại cái váy ngủ, Cha Đa đã biết cô ta có ý gì, lại còn rủ Than sang ngủ cùng để Phi Thai một mình, chắc chắn có lý do. Sáng hôm sau Phi Thai chủ động kể cho Cha Đa nghe chuyện đêm qua nhưng cô lại giả ngu không biết. Có người leo lên giường định úp sọt chồng mình mà vợ vẫn tỏ ra như chưa hề có chuyện gì. Thái độ này của Cha Đa làm Phi Thai hết sức khó hiểu. Anh giận dỗi muốn đuổi Camon đến chỗ khác ở nhưng Cha Đa không đồng ý. Giờ chỉ còn mình Camon là người thân. Và lại Cha Đa nghĩ thương tình chị gái đã gặp rất nhiều chuyện không hay nên muốn bao dung. Vợ quá lương thiện, Phi Thai cũng chẳng biết phải làm sao ngoài chiều theo ý vợ. Hai người làm hòa nô đùa trong vòng tay nhau mà không hề hay biết Camon vẫn đứng ngoài nghe lén nãy giờ, ánh mắt vẻ mặt hiện rõ sự ghen ăn tức ở. Hai vợ chồng chơi trò đuổi bắt xuống dưới nhà thì Cha Đa sững sờ khi Bin đã đứng ngay trước mặt. Hóa ra phía trang trại xảy ra chuyện, tên bệnh hoạn trước đây từng lừa Bin và cưỡng bức cô vô tình bắt gặp Bin trên đường. Hắn lần theo dấu vết và bám được đến trang trại. Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng Bin để ôn lại chuyện xưa, dùng dao uy hiếp Bin không được nói với ai. Rút đến gõ cửa xem tình hình thì nghe tiếng đổ vỡ, anh vội tìm mọi cách phá cửa xông vào. Lúc vào đến nơi, tên bệnh hoạn đã chạy thoát, chỉ còn lại Bin với nỗi sợ hãi tột cùng. Giúp cố gắng trấn an Bin nhưng Bin đã sợ đến nỗi mất hết lý trí.
nhìn Rút lại ra tên đã cưỡng bức mình. Cô không khống chế được Rút kéo đâm vào người Rút khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Bà Mơn đang túc trực ở bệnh viện xem tình hình nguy kịch của Rút thì người làm gọi điện thông báo Bin đã lên máy bay đi thành phố. Bin tự mình đi tìm Phi Thai nhưng khi tìm thấy anh lại đang ôm hôn người con gái khác. Bin như chết lặng, Chada tiến lên muốn giải thích thì bị Bin tát cho một cái vào mặt. Camon cũng không đứng ngoài, giả bộ bảo vệ em gái. Phi Thai nói cho Bin nghe tất cả sự thật, anh đã nhớ lại chỉ có duy nhất Chada là vợ hợp pháp của mình. Và một lần nữa thẳng thừng từ chối tình cảm và quan hệ với Bin. Bin cũng hiểu ra vấn đề, bấy lâu nay không phải Phi Thai nhắn tin với mình mà là Rút lấy điện thoại của Phi Thai làm chuyện đó. Quá sốc và quá sợ hãi phải mất đi người mình yêu nhất, Bin ngất xỉu được hai vợ chồng nam chính đưa đến viện tâm thần cấp cứu. Phi Thai gọi điện trách bà Mơn vẫn cố ý đẩy mọi chuyện đi xa, lừa đối Bin thì nhận được tin Rút bị Bin đâm trọng thương. Camon đem chuyện Phi Thai còn có một cô vợ giả nữa ở quê để kể cho Thép nghe, cô ta muốn Thép sẽ giành lại Chada. Để mình có cơ hội chiếm lại Phi Thai, Camon khuyên Thép nên ly dị vợ để hợp pháp đến với Chada. Bên này, sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị cho Bin, Chada và Phi Thai lại xảy ra bất đồng. Chada muốn chồng mình vẫn tiếp tục bên cạnh động viên quan tâm cô Bin nhưng Phi Thai không muốn đóng kịch dối trá như vậy. Bác sĩ cùng đồng tình với Phi Thai, mọi người phải cùng nhau hợp sức hỗ trợ giúp bệnh nhân chấp nhận sự thật này để thay đổi cuộc sống mới. Về đến nhà, Phi Thai thẫn thờ suy nghĩ, Than chạy đến hỏi thăm, hai bố con tâm sự chuyện cuộc sống. Than nói nếu sai chỉ cần xin lỗi, nếu họ vẫn chưa tha thứ thì cứ kiên trì xin lỗi và sửa lỗi là được. Phi Thai xoa đầu khiến Than hiểu chuyện thì cậu bé lại nói con ngoan phải làm bố mẹ yên lòng. Từ bé mẹ đã dạy làm con phải có hiếu, không được làm bố mẹ phiền lòng. Phi Thai nghe đến đây trong đầu lại hiện ra hình ảnh của mình và cha, ngày xưa anh thường xuyên làm trái ý ông Philop. Đột nhiên một sự ăn năn hối hận hiện về trong lòng khiến Phi Thai rơi nước mắt ôm chặt Than vào lòng. Lúc Chada lên đến nơi đã thấy hai người nằm ngủ với nhau, nhìn cảnh này đương khiên không có người mẹ người vợ nào muốn chia cắt. Nhưng vì nghĩ cho cô Bin đáng thương chỉ còn có một mình Phi Thai để trông cậy, Chada vẫn quyết định đưa Than rời khỏi đây. Nhưng chưa ra đến cửa đã bị Phi Thai phát hiện, anh quyết định sẽ nói cho Than biết sự thật về thân phận của mình. Còn chưa kịp nói hết thì Camon đã xuất hiện, cô ta nhanh mồm nhanh miệng kể hết đầu đuôi câu chuyện lừa dối của hai người kia cho Than nghe. Không những thế còn kể cả chuyện Phi Thai có người vợ khác tên là Bin. Than nghe xong chỉ biết khóc lóc thảm thương, nó ôm chầm lấy Phi Thai cho thỏa nỗi lòng con đã ao ước được làm con của cha từ lâu lắm rồi. Cả nhà tạm yên tâm về Than nhưng nỗi lo trong lòng Chada vẫn chưa thể buông bỏ. Cô kể cho Phi Thai nghe sự thật về việc Bin từng bị xâm hại mà chính hai người họ là nguyên nhân gián tiếp. Phi Thai sốc toàn tập nhưng anh vẫn phải sốc lại tinh thần, dứt khoát đưa Chada đến nói chuyện với Bin. Nhưng Bin đã trốn về từ lâu, trải qua quá nhiều đau khổ ám ảnh, con người Bin giờ đây đã thực sự chai sạn và bùng nổ những khía cạnh hoàn toàn khác. Sau khi trút giận lên chính thứ tình cảm ngu ngốc của mình, Bin tìm đến chính kẻ đã xâm hại mình để thuê hắn làm điều sai trái. Chada phải cùng Phi Thai trở về trang trại xem tình hình. Bin đã lấy hết tiền và trang sức có giá trị bỏ đi, bà Mơn lo lắng không biết phải làm sao, lại lôi Chada và Phi Thai ra để trút giận. Chửi mang chán chê lại quỳ xuống cầu xin Phi Thai bỏ vợ bỏ con mà quay về bên Bin. Phi Thai không cần bà Mơn phải cầu xin thì anh vẫn hứa sẽ không bỏ rơi Bin. Anh sẽ giữ lời hứa với ông Lop. Dù sao thì gia đình này đối với nam chính cũng nhiều ơn huệ. Camon ở nhà bắt đầu dùng tiền dụ dỗ người làm trong nhà quay lén cuộc nói chuyện của vợ chồng em gái. Nhờ đó mà cô ta mới biết được bí mật của Bin từng bị xâm hại. Camon đến tận nơi tìm gặp Bin, cô ta cố tình kích động khiến Bin mất kiểm soát. Bin lên cơn thịnh nộ rằng lấy tóc Camon đập túi bụi đầu cô ta vào thành ghế khiến Camon ngất xỉu tại chỗ. Tên Bin thuê đến cũng có mặt, thấy người phụ nữ nằm trên sàn đất bất tỉnh, tên này vén tóc cô ra xem. Ai ngờ hắn nhận ra đối phương chính là Camon. Than chờ bác trong xe lâu quá chạy ra ngoài xem thì bắt gặp cảnh người đàn ông cầm dao dí vào người bác gái. Nó muốn chạy nhưng rốt cục cũng bị tóm gọn, cả hai bị đưa đến một căn nhà hoang xung quanh không bóng người. Trên đường đến đây Bin đã có ý muốn thả Than đi nhưng Bang lại không đồng ý vì cho rằng thằng bé là con mồi ngon để Bin có thể trả thù. Một lúc sau, Bang cùng một người nữa tiến vào đưa Than đi để lại Bang và Camon ở lại. Bang nhắc nhở chuyện năm xưa, khi mẹ anh mất, anh được Chada giới thiệu vào làm việc cho nhà trung tướng. Nhưng chính Camon là người giở trò, nhân cơ hội để đổ tiếng oan cho Bang khiến trung tướng nổi giận. Ép Bang đến đường cũng ngõ tận phải sống chui sống lủi suốt bao năm qua. Cho nên Bang một lòng muốn trả thù và sự thật về cái chết của trung tướng không phải do Camon gây ra mà là do Bang trả thù. Bang giả vờ cho Camon một cơ hội cuối cùng đồng ý làm vợ hắn hoặc chết dưới tay hắn. Không nằm ngoài dự đoán Camon chọn làm vợ kẻ đang bạo hành mình. Bang đã ngộ ra nhiều bài học quý giá từ người phụ nữ độc ác này. Anh ta cười khẩy nói Camon nằm mơ cũng không xứng có được hạnh phúc. Đúng lúc này Than xông vào, Bang định xử lý thằng bé thì Camon ngăn lại nói đó chính là con trai của Chada. Bang không biết nên làm sao cho phải vì Chada từ xưa đến giờ luôn đối xử tốt với anh. Bin gọi điện trực tiếp cho Phi Thai nói muốn anh đến gặp cô để đổi lại sự an toàn của Than. Đúng là con run xeo mãi cũng quần Bin giờ đã lột sắc, không còn yếu đuối mà thay vào đó là bao nham hiểm thâm độc. Khi Phi Thai đến điểm hẹn, Bin chỉ biết ôm chầm lấy anh không ngừng cầu xin được quay trở lại như xưa. Phi Thai cũng mềm mỏng dỗ dành, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Bin, cả hai sẽ sống cùng nhau trên danh nghĩa là anh em hòa thuận. Nhưng thứ Bin cần không phải là anh trai mà là tình yêu.
Bi nổi nóng kích động rút từ trong túi xách ra một khẩu súng kêu Phi Thai phải giúp cô giết chết kẻ đã xâm hại mình để đổi lại lòng tin. Bên này, Ben quyết định tự mình thả Than đi để đàn em ở lại trông chừng Camon. Than tuy là rất muốn quay lại cứu bác gái nhưng bị Ben cầm dao dọa sợ chạy mất dép. Camon cũng chẳng phải dạng vừa, cô ta đã cởi được dây trói và phản kháng, đâm cho tên đàn em một nhát vào chân phải rồi bỏ trốn. Chạy được một đoạn thì vấp phải cành cây sắc nhọn đâm thủng chân. Camon đang tuyệt vọng thì Than xuất hiện. Thằng bé nhất quyết quay lại để cứu bác gái. Nó cởi áo giúp Camon cầm máu và nói rất yêu bác. Camon bị Than làm cho cảm động, cô quyết định sẽ dùng chính mình đánh lạc hướng kẻ xấu để Than có cơ hội chạy thoát. Đối diện với họng súng của tên bắt cóc, Camon chỉ biết nhắm mắt tuyệt vọng. Đúng lúc này, Chada đã xuất hiện dùng gậy phang cho tên đó không chợt phát nào. Phía đằng này, Phi Thai đã thuyết phục được Bin quay đầu khỏi tội lỗi, chí ít cũng là vì người cha được yên nghỉ nơi suối vàng. Bin nghe lời và chỉ cho Phi Thai chỗ Ben giam giữ hai người đó, nhưng đến nơi đã không thấy ở đó. Định quay đi báo cảnh sát thì Ben đã cầm súng phục sẵn ở cửa ra vào. Ben bắn một phát vào tay Phi Thai để dằn mặt, thấy Phi Thai khinh thường mình vì làm hại đời Bin. Ben lại lôi chuyện cũ ra để nói, yêu cả chị cả em lại thêm cả cô Bin, Phi Thai cũng chẳng khác cha mình là mấy. Bin bị kích động quên cả sợ hãi xông lên liều chết với Ben, chỉ có điều sức phụ nữ vẫn không thắng nổi đàn ông. Bin bị hất ngã, Ben chuẩn bị bóp cò thì Chada lao đến. Phi Thai cũng xông vào quyết chiến nhưng tay bị thương nên thất thế. Chada lấy thân mình ngăn Ben, cô xin Ben hãy dừng lại, nghĩ về lời hứa sẽ làm người tử tế với người mẹ đã khuất mà hoàn lương. Nhưng khi biết người bạn thời thơ ấu của mình chính là kẻ gây ra đau khổ cả đời cho cô Bin và cái chết của bác trung tướng, Chada lộ rõ vẻ thất vọng vô cùng. Ben chẳng còn gì để tha thiết trên cuộc đời, chẳng người thân cũng chẳng có cách nào quay đầu vào bờ. Phát súng này Ben muốn chấm dứt hết mọi khổ đau bất công nhưng còn chưa kịp bắn đã ngã xuống dưới họng súng của bà Mơn. Bà Mơn bắn thêm nhiều phát súng uất hận lên kẻ đã khiến con gái mình phải thống khổ tục cùng cảnh sát ập đến, áp giải bà Mơn và cô Bin đi. Chada và Phi Thai vội vàng chạy đến đồn cảnh sát để tìm lại Than, ba người ôm nhau vỡ òa trong hạnh phúc. Họ có một cậu con trai thật gan dạ và biết đứng về lẽ phải. Cảnh sát thông báo với Phi Thai về vụ án mạng của cha anh năm xưa đã khép lại, minh oan cho Camon và Chada. Ben đã bị trừng trị, bà Mơn và Bin cũng tự giác đầu thú, thú nhận hết mọi tội lỗi của mình và chờ tòa án xét xử. Phi Thai thuê một luật sư giỏi để bảo lãnh cho bà Mơn. Bà Mơn không có chủ đích giết người, đó chỉ là hành vi tự vệ chính đáng. Nhưng bà Mơn vẫn đến gặp và xin Phi Thai đừng kháng cáo cho mình, hãy cho bà tự trả giá cho những nghiệp chướng bà gây ra. Bác sĩ thông cảm với nỗi đau trong quá khứ của bà Mơn, cũng từng bị phụ tình cho nên mới thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng bao bọc Bin thái quá. Về phía Thép, anh dường như phát điên khi biết tin Ly đã mang thai, vậy là cơ hội ly hôn gần như bằng không. Thép quá sầu não, dùng Duan để lấp đầu những thứ trống rỗng trong mình. Hôm sau anh đề nghị sẽ để Duan chăm sóc Ly trong quá trình thai sản nhưng thực chất cả hai đã có một kế hoạch vô cùng tàn nhẫn phía sau. Duan cho Ly uống thuốc ngủ và đưa cô vào phòng tắm ngâm người. Trong lúc ngâm nước, Ly lịm dần đi và mất hẳn ý thức, ngã chìm xuống nước trước ánh mắt đầy nham hiểm của Duan. Bên này, Phi Thai chuyển hết đồ của Chada sang phòng mình, Than thông đồng với Phi Thai để tổ chức một hôn lễ mini cho bố mẹ. Bố mẹ về phòng riêng, hạnh phúc thân mật với nhau để sinh thêm cho Than một đứa em khác. Camon nhìn thấy cảnh hạnh phúc này không kìm nổi ganh tị. Có lẽ đây là nghiệp mà cô ta phải trả cho những gì đã gây ra với người khác. Nhưng hồi tâm chuyển ý chưa lâu thì Thép đã tới, dùng hóa đơn chuyển tiền giao dịch để uy hiếp Camon phải đứng về phe mình. Camon trở về ngồi vào bàn ăn bữa tối cùng gia đình Chada, nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự thừa thãi của mình. Ba người họ như ở một thế giới riêng đầy viên mãn và niềm vui. Camon lủi thủi bỏ bữa về phòng, nửa đêm Chada qua thăm nhưng Camon vẫn không có ý định thành thật. Khi Chada chuẩn bị rời đi, Camon với gọi vọng lại tâm sự hết lòng với em gái. Cô thấy bản thân mình vừa vô dụng vừa tội đồ, làm biết bao chuyện đáng xấu hổ chỉ vì ghen tị với em gái ruột. Chada tuy giận nhưng không muốn làm tổn thương chị. Với cô, Camon có sai đằng trời vẫn là chị gái, không thể nói bỏ là bỏ. Ai cũng có sai lầm, chỉ cần mở lòng chia sẻ để cùng nhau giải quyết thì không gì là không thể. Camon cảm động rơi nước mắt, cô thực sự muốn quay đầu về bờ, chung sống hòa thuận với Chada nên đã kể hết chuyện với Thép cho em gái nghe. Phi Thai đứng ngoài nghe nãy giờ đã hiểu ra vấn đề, tức giận tay nắm thành quyền. Sáng hôm sau Chada đến nhà gặp Thép, cô hỏi anh có yêu cô không? Đương nhiên là yêu. Nếu cô cần giúp đỡ anh có giúp không? Tất nhiên là có. Vậy xin anh hãy tránh xa gia đình Chada vì Chada sẽ không bao giờ chia tay với Phi Thai, cô sợ sẽ đánh mất người đàn ông mình yêu nhất. Thép nghe thấy thế lại phát khùng, lúc này Phi Thai đã có mặt vỗ một tràng pháo tay khen thưởng Thép diễn kịch giỏi. Tiện một công đôi việc, Phi Thai vạch trần luôn tội ác của hắn năm xưa cố tình thấy chết không cứu. Thép vẫn cố chấp nói Phi Thai không có bằng chứng, và thế là rút lại đi vào làm nhân chứng cho lẽ phải. Chada nghe xong hiểu ngay ra vấn đề, con người thật của Thép. Thép thẹn quá hóa giận cầm cái bình định choảng Phi Thai nhưng kết cục lại bị ăn đòn. Người của Thép thấy vậy xông vào cả lũ, đúng là chó cậy gần nhà. Thép ra lệnh cho thuộc hạ xử lý rút vào Phi Thai. Nhưng biết sao giờ, Phi Thai thân thủ phi phàm, có thêm rút lại còn có thêm Chada cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Chỉ một lúc sau đã giải quyết hết lũ đàn em vô dụng. Thép nhận tin Ly vẫn chưa chết, chỉ mất đi đứa trẻ. Cha của Ly là chủ tịch hội đồng quản trị biết tin vội đến phòng bệnh con gái. Bác sĩ kết luận do dùng thức ngủ quá liều nên mất con và suýt nữa mất luôn cả mẹ. Duan đứng ra nhận trách nhiệm,
cô ta tự thú vì mình yêu thầm thép nên mới có tâm địa giết chết cô Ly để giành được tình yêu của anh. Bố Ly rất tức giận cho người gô cổ Juan đến đồn cảnh sát. Bên này, Phi Thai vì bị trúng một gây của thép nên đầu óc quay cuồng phải đến bệnh viện kiểm tra gấp. Từ lúc đi ra khỏi phòng bệnh, tuy Phi Thai luôn tỏ ra là mình ổn nhưng thực sự không ổn. Camon nhận ra điều này khi thấy anh không nhặt nổi cái kính. Nhưng vì em gái, Camon vẫn nên giữ khoảng cách với Phi Thai đổi lại cô biết sự tình về bệnh của Phi Thai. Hôm sau Phi Thai ngồi sửa lốp xe cùng Than, tiện dặn dò thằng bé phải biết thay bố bảo vệ mẹ, chăm sóc và đối xử tốt với những người xung quanh. Lúc lên xe rời đi, nam chính lưu luyến không dứt với vợ con. Phi Thai đã nhờ quản lý mua một căn nhà, nếu cuộc phẫu thuật không thành công hãy đưa anh đến đấy một mình. Cha Da cũng ngờ ngợ chồng có chuyện gì muốn giấu, lại thấy Camon ôm than khóc nói đáng thương. Cuối cùng Camon cũng không muốn giữ bí mật thêm nữa, cô nói cho Cha Da biết sự thật về bệnh tình của Phi Thai. Anh không phải đi công tác mà là đang tới bệnh viện phẫu thuật não, tỷ lệ rủi ro rất cao, có thể đối mặt với sự sống thực vật nửa đời về sau. Cha Da vội vàng chạy đến bệnh viện, cũng may là cuộc phẫu thuật thành công trọn vẹn. Ở một diễn biến khác, mẹ con thép đã không còn nước chối cãi tội ác. Clip ghi lại cuộc nói chuyện của thép và Juan thông đồng với nhau để giết Ly đã bị phát tán. Bố của Ly thấy rằng đời này thép sẽ không ngóc đầu lên được. Anh ta đúng là kẻ hèn nhát, mới bị dọa như thế đã vội đến tìm Juan trong trại giam, đưa cho cô ta một chiếc nhẫn cầu hôn và lời hứa hẹn sẽ cùng nhau làm lại cuộc đời sau khi mọi sóng gió qua đi. Juan bị tình yêu che mờ mắt chấp nhận nhận hết tội để thép không phải ở tù. Bên này, chính Chu E là sát thủ được thuê đi giết Phi Thai nhưng anh ta không làm như thế. Chu E cùng vợ cô đến thăm Phi Thai và thú nhận tất cả những gì trong quá khứ về những chuyện Juan và thép đã làm. Thép cùng Đường Kiệt Lối bị mẹ ép về gặp bố xin lỗi để ông cứu giúp. Bố tỉnh dậy sau bao năm sống thực vật, thay đổi cả con người, không oán trách chút giận chỉ hỏi con trai đã ăn gì chưa, có mệt mỏi không. Lần đầu tiên cảm nhận sự quan tâm từ cha mình, thép nhận ra sai lầm, khóc nức nở ôm lấy ông. Ngay sau đó một phát súng của sát thủ giấu mặt cho bố của Ly phái đến đã cướp đi mạng sống của thép, thay trời hành đạo. Camon đã thay đổi thực sự, cô muốn thú nhận với Phi Thai chuyện năm xưa, thực ra trung tướng không hề biết Camon và Phi Thai yêu đương, cho nên mới qua lại với cô và gây ra hiểu nhầm. Phi Thai đến phòng riêng của bố, cầm di ảnh lên, mở tủ đầu giường của ông và phát hiện chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh của mình. Hóa ra cha luôn theo dõi mọi hành trình của anh chỉ là không thể hiện ra bằng lời. Phi Thai ân hận vì đã hiểu lầm cha bấy lâu nay, mọi cơ sự từ trước đến giờ anh xin nguyện cùng cha Da sửa sai suốt phần đời còn lại. Về phía của Bin, cô cũng dần chấp nhận được sự thật, hiểu rằng đâu là những người thực sự yêu thương mình. Bà Mơ rất hạnh phúc vì thấy Bin đã thay đổi, đón nhận tương lai mà quên đi quá khứ. Cuối cùng tội ác cũng phải trả giá, còn lòng tốt đều được báo đáp xứng đáng. Tình yêu như tâm bệnh, khiến người ta mù quáng, bỏ ngoài tai tất cả, vượt qua mọi thử thách. Sắc tình dụ hoặc đem đến cho khán giả nhiều những cung bậc cảm xúc trong chuyện tình yêu, gia đình và cả các mối quan hệ xung quanh mình. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Tới đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn.